cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 921, con hàng gài bẫy. Thần hư đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ta không đi. Dựa vào cái gì để cho ta trả lời? Con rùa chết bầm, vẫn là ngươi làm đi. Ngươi không phải là mỗi tình thắm thiết đến chết không đổi đối với đội trưởng sao? Làm sao có thể vào lúc này thấy chết mà không cứu đây? Nhất chi hoa ho nhẹ một tiếng mở miệng, cái gì đó? Hoa quốc không phải là có một câu nói kêu, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay. Thần hư đạo nhân nhất thời tỏ vẻ khinh bỉ, đội trưởng, hiện tại ngươi đã thấy rõ ràng diện mục thật của hắn rồi đi. Nhiếp Vô Danh lần lượt lườm hai người một cái, cuối cùng nhìn về phía anh chàng ngoại quốc rời gạch, tiểu Điềm Điềm, ngươi đi hồi âm cho hữu danh muội. Ngoại quốc rời gạch thần sắc nghiêm túc, mở miệng kép tần, y, đê lai to hép yêu, bắt sao, tiếng Trung của tôi không tốt lắm, đội trưởng anh muốn ăn cứt sao? Tôi đi mua cho anh. Sao tiếng Anh, đội trưởng, tôi muốn giúp anh, nhưng... Tiểu Điềm Điềm nói xong lập tức chạy ngay không còn thấy bóng. Tiếp đó, lạch cạch, một tiếng, ván quan tài của băng sơn nam từ bên trong khóa lại. Nhiếp Vô Danh thiếu chút nữa tức hộc máu, cái con mẹ các ngươi. 1, 2, 3, 4 tên, không có lấy một tên nào có ích. Duy nhất một kẻ đáng tin là Phong Huyền Diệp, vẫn ở trong trạng thái mất nét lâu dài. Hắn, người đội trưởng này, tạo nên cái nghiệt gì vậy trời? Nhiếp Vô Danh đang nhức đầu, âm thanh nhắc nhở từ WeChat lại bắt đầu đinh 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 vang lên. Diệp Hữu Danh, Nhiếp Vô Danh, ngươi có lầm hay không? Ta đi cây em một đại cô nương chưa kết hôn, có lòng tốt phải giúp ngươi giả mạo làm mẹ của một tiểu nãi hoa, ngươi ít nhất phải đem sự tình sắp xếp ổn thỏa cho ta chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Hữu Danh, kết quả cháu ngươi tới rồi, ngươi ngay cả nói cũng đều không nói với ta một tiếng, còn đem người đưa tới cửa liền tự mình chạy trốn. Để lại ta một mình mộng bức mà nhìn mình đột nhiên có nhiều hơn một đứa con trai, một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Hữu Danh, vạn nhất bạn trai ta thấy được hiểu lầm đứa bé là do ta ăn chơi bên ngoài cùng trai lạ, vậy thì làm sao bây giờ? Diệp Hữu Danh, trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là, ta là hàng giả đó, cái người cậu ruột như người bây giờ chơi trò mất tích với ta. Có cần phải gài bẫy như vậy hay không? Diệp Oản Oản rõ ràng đang ở trong trạng thái bùng nổ, điên cuồng nhắn tới. Đám người Nhiếp Vô Danh tất cả đều run lẩy bẩy, không có một người dám ở loại thời điểm này xuất hiện. Diệp Hữu Danh, ta đếm 3 tiếng, không xuất hiện nữa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vô Danh, 3. Diệp Hữu Danh, 2. Diệp Hữu Danh, 1. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân ngồi xổm ở trong góc, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Thật là hâm mộ tử quỷ mà, cái quan tài này dùng thật tốt. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, không có biện pháp, coi như là đội trưởng, coi như là cậu của tiểu ma đầu, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện này rồi. Diệp Oản Oản chân chân nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. 3 tiếng đếm ngược hoàn tất, bên trong nhóm WeChat rốt cuộc xuất hiện một tin tức. Bạn thân của ngài Nhiếp Vô Danh đã rời khỏi nhóm WeChat. Diệp Oản Oản ngồi rút đầu trong góc, Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân. Mẹ nó, đội trưởng ngài, chiều này cũng quá vô sỉ đi. Cứ như vậy đem bọn họ ném ở trong ổ sói rồi hả? Bạn thân của ngài Nhất Chi Hoa đã rời khỏi nhóm WeChat. Bạn thân của ngài thần hư đạo nhân đã rời khỏi nhóm WeChat. Bạn thân của ngài Ái Tân Giác La, tiểu Điềm Điềm đã rời khỏi nhóm WeChat. Liên tiếp 3 thông báo hệ thống bắn ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có một tên bị bệnh ung thư lười giai đoạn cuối, ngay cả chạy trốn giữ mạng cũng lười làm. Hỗn đản, cái này con mẹ nó chính là người buộc ta làm đấy. Người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Oản Oản cắn răng, giận đến nổi trận lôi đình, sải bước hướng về trong phòng khách đi tới. Vai mẹ này, nàng không làm. Diệp Oản Oản lửa giận ngút trời về tới phòng khách, trực tiếp đi thẳng về hướng Nhiếp Đường Tiêu, Đường Đường. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Diệp Oản Oản đi ra ngoài rất lâu, tiểu tử vẫn ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, nghe được Diệp Oản Oản trở lại, lập tức quay đầu sang, đưa cánh tay nhỏ ngắn ngủn ra, xoa xoa ánh mắt buồn ngủ cho tỉnh táo lại. Nhõng nhẽo mà kêu một tiếng, mẹ. Ây! Nguyên bản lời muốn nói của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Chương 922, còn có thể bỏ rơi con sao? Diệp Oản Oản nhìn tiểu nãi oa trên ghế salon tựa như viên ngọc tuyết, đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn vuốt mắt gọi mình là mẹ, hết
hết thảy lửa giận nhất thời tan biến không còn dấu tích, thậm chí còn bị vẻ đáng yêu đến nao lòng làm người nàng mềm nhũn. Nhiếp Đường Tiêu hỏi thăm, chuyện trọng yếu. Diệp Oản Oản lời đều đã ra đến khóe miệng, gắng gượng thay đổi lời thoại 180 độ, ây. Mẹ là muốn nói, con là đang tuổi trưởng thành, không thể ngủ muộn, điều này rất trọng yếu. Mẹ dẫn con lên lầu đi ngủ. Nhiếp Đường Tiêu, vâng ạ. Vì vậy, nguyên bản muốn tới đuổi người Diệp Oản Oản, lại không giải thích được liền đem tiểu nãi oa mang lên trên lầu đi ngủ. Bởi vì lúc trước không hề chuẩn bị chút nào, cho nên Diệp Oản Oản chỉ có thể tạm thời đem Đường Đường thu xếp ở phòng khách. Dù sao bọn họ chỉ mới vừa, nhận nhau, nàng cũng sợ đột nhiên quá thân cận rồi, tiểu hài tử sẽ không quen, vẫn là nên cho bé nhiều thời gian thích ứng một chút. Ách, tại sao nàng lại đang suy nghĩ làm sao để cho nó thích ứng cơ chứ? Không phải nên là chuẩn bị mặc kệ không diễn nữa hay sao? Diệp Oản Oản còn đang đắp chăn cho tiểu tử, thanh âm nhắc nhở từ điện thoại di động vang lên, tựa hồ là đang có người nhắn tin WeChat cho nàng. Diệp Oản Oản tiện tay mở ra. Sau đó liền thấy group WeChat đó chỉ còn lại có nàng và băng sơn nam bên trong, phát ra hàng loạt tin nhắn từ hệ thống. Bạn thân của ngài ma quỷ đã nhận bao tiền lì xì của ngài? Bạn thân của ngài ma quỷ đã nhận bao tiền lì xì của ngài? Bạn thân của ngài ma quỷ đã rời khỏi nhóm? Diệp Oản Oản, con mẹ nó, làm sao sẽ có người vô liêm sỉ như thế, trước khi rời khỏi nhóm còn đem hai bao tiền lì xì đều lĩnh đi rồi. Nàng phát ra hai đợt bao tiền lì xì, số lượng đều là một cái, cho nên tên kia một phân tiền không làm rơi, tất cả đều lĩnh đi rồi. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động bóp kèo kẹt vang dội, điểm nộ khí mới vừa tắt trong nháy mắt đạt tới 100. Đệt miệng, cơn tức này nếu nàng nuốt trôi, nàng liền không mang họ Diệp. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản chợt nhìn tiểu hài tử đang nằm trên giường, đang đắp chăn, tay nhỏ để dọc bên người. Vì vậy, biểu tình dữ tợn trên mặt, nhất thời hóa thành nhẹ nhàng, rất sợ hù dọa tiểu hài tử. Khục khục, Đường Đường ngủ đi, ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Diệp Oản Oản kéo thẳng góc chăn cho cậu bé, sau đó tắt đèn. Đang muốn rời đi, sau lưng, cậu bé đột nhiên gọi theo nàng. Mẹ! Diệp Oản Oản dừng chân lại, Đường Đường, thế nào? Trong bóng tối, truyền tới âm thanh trẻ con rõ ràng còn rất non nớt nhưng lại lộ ra nét sơ lãnh. Mẹ còn có thể lại bỏ rơi con một lần nữa sao? Nghe nói như vậy, trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút, ở một góc hẻo lánh nào đó trong tim, dâng lên một nỗi đau đớn thống khổ vô cùng. Diệp Oản Oản, sẽ không. Nếu như ta là mẹ của con, chắc chắn sẽ không lại bỏ rơi con thêm một lần nào nữa. Nhiếp Đường Tiêu xuất hiện thật sự là làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Diệp Oản Oản. Bởi vì người nào đó không đáng tin cậy. Nàng chỉ có thể đi suốt đêm tra cứu đủ loại các trang web làm sao để chăm sóc trẻ con, sau đó lại dặn dò Kiều Kiều cùng Mập Mạp bọn họ đi chuẩn bị một chút đồ dùng thường ngày. Tại thời điểm đang nghiên cứu chiến lược trông trẻ, Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, quỷ xui thần khiến trong lúc tra cứu lại gõ ra tên Nhiếp gia, còn có Nhiếp vô danh, Nhiếp Đường Tiêu. Như nàng dự liệu, đều chỉ là một chút tin tức vô dụng. Trước đó nàng liền suy đoán thân phận mấy người Nhiếp vô danh này cũng không đơn giản. Sau lần này được hai người hộ vệ của Nhiếp Đường Tiêu cứu ra, càng khẳng định phán đoán của nàng. Những người này cùng nàng trước đó chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, nguyên bản nàng cũng không muốn biết quá nhiều, cũng không muốn kết giao sâu sắc cùng với bọn họ. Cho dù là tiểu nãi oa này, chờ sau khi Nhiếp vô danh tìm được mẹ ruột của bé, giữa bọn họ rồi cũng sẽ như hai đường thẳng song song. Nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy Đường Đường, lại khiến cho nàng không hiểu vì sao lại bắt đầu có chút để ý. Chương 923, em muốn nghe cái nào? Diệp Oản Oản bận làm việc tới hơn nửa đêm mới ngủ, sáng ngày hôm sau, đã bị điện thoại của Diệp Mộ Phàm đánh thức. Alo, ca, Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Diệp Mộ Phàm gấp giọng vội mở miệng nói, một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào? Diệp Oản Oản, tùy tiện đi tương đương. Diệp Mộ Phàm, tin tức tốt là, anh dựa theo thuyết pháp em dạy, đã đi theo Từ Lâm nói qua rồi. Sẽ không động đến tất cả nội dung cốt truyện của hắn, giữ nguyên bộ dáng vốn có của kịch bản, toàn bộ hành trình để cho hắn tham dự quay chụp. Hơn nữa để cho hắn tới công ty chúng ta, tự mình cùng Cung Húc, còn có Lạc Thần, đều trao đổi qua. Cung Húc và Lạc Thần khoảng thời gian này chuẩn bị rất đầy đủ, biểu hiện cũng không tệ. Từ Lâm đã đồng ý đem bộ tác phẩm này giao cho chúng ta quay. Vậy thì tốt,
Diệp Oản Oản nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng biết, kịch bản này là tâm huyết của Từ Lâm, hắn đối với chuyện này có yêu cầu cao vô cùng, cho nên nàng mới trước thời hạn thật lâu, để cho Lạc Thần cùng Cung Húc mở kịch bản ra, nghiên cứu kịch bản. Sau khi hiểu rõ thấu kịch bản, lại đi cùng Từ Lâm trao đổi, như vậy mới có thể đánh động hắn. Từ Lâm việc lăn lộn trong nghề này không mấy tiến triển, có quan hệ rất lớn với tính cách của hắn, quá mức lý tưởng hóa cùng cầu toàn. Đối với hắn mà nói, nghệ thuật chính là hết thảy. Mà khi trước khi hắn còn ở Hoàng Thiên, đi theo Đàm Chấn Tân, kịch bản của hắn không chỉ không thể ký tên, còn thường xuyên bị chỉnh sửa đến mức hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là vấn đề tác quyền, mà yếu tố phía sau mới là mồi dẫn hỏa cuối cùng, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa mà rời khỏi Hoàng Thiên, mang theo một bộ kịch bản cuối cùng do chính mình hoàn thành, muốn tạo ra một tác phẩm chân chính thuộc về mình. Chỉ tiếc, thời điểm kiếp trước, không đợi hắn hoàn thành lý tưởng của mình, cũng đã bị Hoàng Thiên hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ nghề nghiệp, kiếp sống bị phá hủy, công ty cùng hợp tác với hắn cũng bị táng ra bại sản. Mà cuối cùng, Hoàng Thiên gắng gượng đem bộ phim Sinh Tử Một Đường của hắn, loại trừ đi bộ phận gọi là Đại Nghĩa Quốc Gia, không phù hợp với thị hiếu thị trường, đổi thành một kịch bản thuần túy tình cảm máu chó, gọi là Yêu Đương Thời Đại. Mặc dù sau đó tới cũng đã lấy được thành công rất lớn, nhưng đối với Từ Lâm mà nói, tác phẩm của mình không chỉ bị cưỡng ép trộm đi, còn bị rút sạch linh hồn, e rằng là sự tình đau đến không muốn sống nữa. Vậy còn tin xấu thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Mộ Phàm ngữ khí ngưng trọng nói, tin tức xấu là, ngay tại thời điểm không lâu sau khi chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng, bọn chó Hoàng Thiên bên kia đột nhiên tìm tới Từ Lâm, nói Từ Lâm trộm cắp tác phẩm của lão sư hắn, Đàm Chấn Tân. Muốn truy cứu trách nhiệm của hắn trước pháp luật. Hoàng Thiên cách làm xấu xa gian manh anh đã quá rõ, lão nhân Đàm Chấn Tân kia đã sớm chẳng viết được gì nên hồn, thứ duy nhất đáng tiền của hắn chỉ tấm kim bài soạn giả nhờ năm xưa lăn lộn mà có. Từ Lâm nói dễ nghe là đồ đệ của hắn, trên thực tế chính là tay súng của hắn. Đàm Chấn Tân còn chưa bòn rút đủ giá trị của Từ Lâm, làm sao có thể để hắn ra mặt. Từ Lâm đột nhiên muốn tách ra ngoài tự mình làm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Mà Hoàng Thiên cũng càng hy vọng vào tấm kim bài soạn giả này, coi như là biết kịch bản này là của ai, cũng làm bộ như không biết, còn muốn vu cáo ngược là Từ Lâm lấy trộm tác phẩm của Đàm Chấn Tân. Được rồi, em đã rõ tình huống rồi. Giọng nói của Diệp Oản Oản không có chút gợn sóng nào, rất tốt, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của nàng. Hả, em biết mà còn bình tĩnh như vậy, em có biết là chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng hay không? Công ty chúng ta cũng phải bị dính líu vào, huống chi Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y còn biết Chư Thần Thời Đại là công ty do anh và bằng hữu cùng nhau mở, càng sẽ không sẽ bỏ qua cơ hội này chơi cho anh một vố. Hoàng Thiên nhất định là muốn khai chiến cùng với công ty chúng ta ngay đấy. Diệp Mộ Phàm ngữ khí nóng nảy không dứt. Chương 924, nghe có người gọi mẹ. Trong con người của Diệp Oản Oản thoáng qua một tia giảo hoạt, cáo hả? Em còn đang lo hắn không cáo đây. Vì bày ra ngày này, nàng con mẹ nó hoàn toàn dựa vào ký ức mặc tả xong ngay ngắn một bộ kịch bản, đi đăng ký bản quyền trước, lại còn để cho Cung Húc và Lạc Thần tốn nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu kịch bản, càng là còn muốn đem tên Cung Húc kia, giáo dục, cho ra hồn mới thôi. Nàng tốn nhiều thời gian như vậy, mất nhiều tinh lực như vậy, đào một cái hố to như vậy, bọn họ nếu như không nhảy, nàng vậy chẳng phải là thua thiệt muốn chết. À, chẳng lẽ em còn hy vọng Hoàng Thiên tố cáo chúng ta? Em rốt cục là có ý gì vậy? Diệp Mộ Phàm nghe được mà đầu óc mơ hồ, sợ là Diệp Oản Oản không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, vội vàng nói rõ tình huống với nàng, Đàm Chấn Tân tên cáo giả đó, tranh thủ trước Từ Lâm liền đem kịch bản ghi danh thành tên của mình, làm của riêng. Mà Từ Lâm bên này lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh kịch bản là do chính bản thân hắn viết. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, nếu như kiện mà nói, chúng ta hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng giải thích, lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm non nớt. Mẹ! Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi, đang đến tìm nàng. Điện thoại di động đầu bên kia, sau khi Diệp Mộ Phàm mơ hồ nghe được âm thanh bên kia, cả người đều mộng bức rồi, Diệp Oản Oản. Tình huống bên kia của em là thế nào? Em đang ở đâu, đang làm gì, cùng ai ở chung một chỗ? Ta còn miệng nó tại sao dường như nghe có người kêu ngươi là mẹ. Lỗ tai Diệp Oản Oản đều sắp bị Diệp Mộ Phàm làm cho nổ điếc, nghiêm nghiêm thật thật che micro, mở miệng nói với Nhiếp Đường Tiêu, Đường Đường, con chờ một chút, mẹ đang có điện thoại.
Diệp Oản Oản nói xong, đi tới chỗ trên sân thượng xác định là đứa bé không nghe được. Xin đấy, ca ca tỉnh táo lại một chút được không? Diệp Mộ Phàm cả người đều sù lông, ngươi nói ta làm sao tỉnh táo, Diệp Oản Oản nhà ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi sẽ không phải là đã cùng cái tên dã nam nhân đó ngay cả hài tử cũng đều sinh rồi đi. Diệp Oản Oản co quắp khóe miệng, một mặt không nói gì, anh có phải là đang tới thời mãn kinh rồi hả? Trí tưởng tượng phong phú như vậy. Diệp Mộ Phàm hừ hừ mở miệng, tối ngày hôm qua anh còn mơ thấy một cơn ác mộng. Diệp Oản Oản, ác mộng gì? Diệp Mộ Phàm, anh nằm mơ thấy em cùng cái tên dã nam nhân kia ngay cả con chung đều đã đến 5 tuổi lớn, sợ đến mức cả người đều toát mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản cũng hết ý kiến, 5 năm trước em mới bao lớn? Em còn miệng nó cầm thú như vậy sao? Diệp Mộ Phàm, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, bên chỗ em bên này quả thực có một tiểu hài tử, chẳng qua chỉ là cháu ngoại một người bạn của em. Thật đáng thương, từ nhỏ cha mẹ đã bỏ rơi nó, mấy năm nay một mực đều không thể tìm được, bằng hữu của em thấy hài tử quá thương tâm, liền nghĩ đến việc để cho em giả mạo mẹ của đứa bé một đoạn thời gian. Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản, em là đang vũ nhục sự thông minh của anh, ai lại sẽ nghĩ tới phương pháp tào lao như vậy, mẹ ruột mà cũng có thể giả mạo sao? Diệp Oản Oản cũng biết, biện pháp này rất là không đáng tin cậy. Nhưng khi đó Nhiếp Vô Danh đem Nhiếp Đường Tiêu nói tới mức đáng sợ như vậy, chuyện đó là đại sự sống còn đấy, cho nên nàng khi đó mới đáp ứng. Nàng nào biết được là mình bị gài bẫy đây. Đường Đường rõ ràng rất khéo léo. Diệp Oản Oản, nhưng sự thật chính là như thế, em có cần thiết phải lừa anh sao? Em cùng bạn trai em nếu là thật sự có con trai, sẽ tuyệt đối là hài tử xinh đẹp nhất khả ái nhất trên đời này. Em dẫn đi khắp thành phố để khoe khoang còn không kịp, có cần thiết phải giấu giếm. Diệp Mộ Phàm, có giận nhau gì thì cứ nói, xin đừng một lời không hợp liền nhét thức ăn cho chó, cảm ơn. Chương 925, ngoan ngoãn đến làm cho người ta đau lòng. Cùng lúc đó, tại Diệp gia Cố gia. Trong sân, Lương Mỹ Huyên đang nhàn nhã uống trà sớm, kích động không thôi để ly trà trong tay xuống, y y, lời con nói là thật chứ. Cái kịch bản đó của Từ Lâm lại là bán cho Diệp Mộ Phàm. Con không phải là nghe nhầm chứ? Yên tâm đi mẹ, con đã cố ý để cho người đi xác nhận qua, không hề sai. Ánh mắt của Lương Mỹ Huyên nhất thời sáng lên, cho nên nói, lần này chúng ta chẳng lẽ có thể lợi dụng chuyện này, hung hãn tát cho tên tiểu tử thúi kia một cái. Diệp Y Y Y nhã nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, Từ Lâm lấy trộm tác phẩm của soạn giả nổi tiếng của chúng ta, mà chư thần thời đại lại mua đồ vật người khác trộm được, tự nhiên không tránh khỏi liên quan. Theo con được biết, Diệp Mộ Phàm bên kia đều đã mở máy, một khoản tiền lớn tất cả cũng đều đã đập xuống. Nếu như là kiện cáo thua, bọn họ liền không thể gỡ gạt, những khoản tiền bỏ ra này tất cả đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Lương Mỹ Huyên nghe được vậy, tâm tình rất tốt, mấy ngày trước, ông nội bà nội con lại còn ở trước mặt ta khen Diệp Mộ Phàm có tiền đồ, bắt đầu tiến bộ. Hừ, tiểu tử thúi kia, chẳng qua chỉ là mở ra một tiểu công ty vớ vẩn mà thôi, đắc ý cái gì. Hiện tại tốt rồi, nếu như ông nội bà nội con biết Diệp Mộ Phàm trộm kịch bản Hoàng Thiên chúng ta để quay, con nói xem, ông nội bà nội sẽ thấy thế nào. Diệp Y Y ánh mắt lóe lên, ông nội bà nội đương nhiên sẽ không tiếp tục tín nhiệm hắn rồi. Lương Mỹ Huyên cười lạnh không dứt, hừ, lần trước tiểu tử thúi kia lời ngon tiếng ngọt, đổi trắng thay đen, lại có thể dụ cho ông nội bà nội con tin hắn. Làm hại ba của con cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm một người đi gánh tội thay. Y y, chuyện này con nhất định phải lợi dụng thật tốt, ta xem tiểu tử kia lần này còn có thể ngụy biện thế nào. Diệp y y trong lòng đã có dự tính, mở miệng, hết thảy con đều đã phái người chuẩn bị thỏa đáng, chứng cứ cũng không có sơ hở tí nào. Lần kiện cáo này, chúng ta nhất định thắng lợi không thể nghi ngờ. Mẹ, con đã sớm nói, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ cơ hội, với tính tình của Diệp Mộ Phàm. Tự hắn cũng có thể đùa chơi chết chính mình. Lương Mỹ Huyên nghe vậy mặt đầy thần sắc tự đắc kiêu ngạo, y y con nói không sai, vẫn là nữ nhi của ta thông minh nhất. Hai huynh muội kia là hai đứa ngu, chung vào một chỗ cũng không bằng một đầu ngón chân của con. Cần gì phải coi ra gì? Hồng Hoa tiểu lâu. Diệp Oản Oản sau khi một câu nói đem Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt giết đi, đối phương cuối cùng cũng không phản đối. Diệp Oản Oản vội vã chạy tới dưới lầu. Chỉ thấy Đường Đường đã ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Dáng người nhỏ xíu ngồi trên băng ghế, hành động y như một cái máy, ăn uống đâu ra đấy. Tối ngày hôm qua,
Diệp Oản Oản lo lắng một đêm, sợ chính mình chiếu cố không tốt cho đứa bé. Sau khi nàng lên mạng tra cứu một hồi, thấy được rất nhiều gia trưởng nêu lên đủ loại khuyết điểm của hài tử hỏng bét của nhà mình, cùng với việc chăm sóc chúng có bao nhiêu khó khăn, nàng phát hiện rất nhiều điểm phải lưu ý khi chăm sóc trẻ con rồi. Nuôi con thật sự rất chật vật, nên Diệp Oản Oản lo lắng đến mất ngủ. Diệp Oản Oản đã làm xong dự tính xấu nhất, cùng chuẩn bị sẵn tâm tư đối phó với một loạt tình huống có thể đột phát. Nhưng duy chỉ không ngờ rằng, buổi sáng đầu tiên nàng bắt đầu làm mẹ, hoàn toàn không có tình huống luống cuống tay chân như nàng dự đoán. Tiểu tử tự mình thức dậy, tự mình mặc quần áo, tự mình rửa mặt xong, lại ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm. Đối với thức ăn, cũng đều không kén ăn chút nào, chuẩn bị gì, nó liền ăn nấy. Đứa nhỏ này, quả thật là ngoan ngoãn đến làm cho người ta đau lòng. Diệp Oản Oản tâm tình phức tạp đi tới, ôn nhu hỏi, Đường Đường, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Cậu bé để đũa xuống, chờ nhau hết đồ ăn trong miệng, sau đó mới mở miệng trả lời, dạ hợp. Chương 926, mẹ làm rất khá. Diệp Oản Oản, nếu như có chỗ nào không quen, nhất định phải nói cùng mẹ nha. Nhiếp Đường Tiêu, vâng. Tiếp đó, Diệp Oản Oản liền không biết mình nên nói cái gì, làm cái gì. Nàng người mẹ này, có phải là quá mức không xứng với danh xưng hay không? Đúng rồi, Đường Đường, mẹ đi lấy cho con chút ít trái cây nha. Diệp Oản Oản vội vàng đi vào trong phòng bếp. Chủ nhân, ngài cần gì, để tôi chuẩn bị là được rồi. Mập mạp lập tức ân cần không dứt mà mở miệng. Diệp Oản Oản, không cần đâu, lấy cho ta một quả táo là được. Được rồi, có ngay. Mập mạp lập tức chọn cho Diệp Oản Oản một quả đẹp nhất. Diệp Oản Oản nhận lấy trái táo, cầm một con dao gọt trái cây, sau đó quay lại bên cạnh bàn ăn. Đường Đường, mẹ gọt vỏ cho con nha. Diệp Oản Oản nói xong, liền căn cứ theo phương pháp mình từng thấy qua trên mạng, từng đao đem trái táo khắc thành hình dáng con thỏ nhỏ nhỏ ngây thơ, sau đó từng con một đặt trên dĩa sứ màu trắng. Từng con thỏ nhỏ làm thành một vòng tròn, nhìn qua phi thường đồng thú đáng yêu. Đường Đường, ăn trái cây đi. Nhiếp Đường Tiêu nhìn dĩa trái cây được cắt thành hình con thỏ nhỏ, vẻ mặt tựa hồ có hơi phức tạp, mẹ, con không phải là tiểu hài tử 2, 3 tuổi. Diệp Oản Oản. Ách, cho nên, 4, 5 tuổi chẳng lẽ liền không phải là tiểu hài tử rồi sao? À, Đường Đường, con không thích à? Diệp Oản Oản có chút thất vọng. Nhiếp Đường Tiêu, chẳng qua là không cần. Ồ, Diệp Oản Oản có chút mất mát tiêu nghỉu cúi đầu xuống. Nhìn bộ dáng mất mát của Diệp Oản Oản, Nhiếp Đường Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Diệp Oản Oản phờ phạc mà nằm sấp ở trên bàn, mẹ đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng mà. Cái gì cũng không có thể vì con làm. Biểu tình của tiểu gia hỏa càng thêm ngưng trọng, tựa hồ là đã gặp phải vấn đề gì đó vô cùng khó khăn nan giải. Không biết qua bao lâu, tiểu tử mấp máy môi, sau đó đưa tay nhỏ ra, ở trên đầu của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng sờ sờ, mẹ làm rất tốt. Có thật không? Đầu của Diệp Oản Oản nhất thời như hoa hướng dương ngẩng cao lên. Nhiếp Đường Tiêu cầm một con thỏ nhỏ lên, ừ, con rất thích. Diệp Oản Oản sau cơn mưa trời lại sáng, vậy thì tốt, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều trái cây sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Thấy Diệp Oản Oản khôi phục lại tinh thần, cậu bé dường như không dễ phát hiện thở phào nhẹ nhõm, ừm. Đế Đô, trong một căn phòng ăn nào đó. Đàm Chấn Tân một bên nhàn nhã tự đắc pha trà, một bên Ngữ Trọng Tâm Trường mở miệng, Từ Lâm, tôi nói rồi, cậu sớm muộn cũng phải tự mình tìm lại chỗ tôi thôi. Nam nhân ở bàn ăn đối diện mí mắt nặng nề, mặt đầy vẻ mệt mỏi, tôi có thể lại viết một bộ kịch bản cho ông, nhưng xin hãy đem sinh tử một đường trả lại cho tôi. Đàm Chấn Tân khẽ cười một tiếng, ha ha, cậu nói giống như trước kia, ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao, điều kiện cũng không thể chỉ nói như vậy được rồi. Ngón tay của Từ Lâm nắm chặt thành quyền, cắn răng mở miệng nói, tôi có thể suốt đời không cần đền bù, cũng không cần tác quyền, xin đem sinh tử một đường trả lại cho tôi. Bộ này tôi đã cùng công ty khác ký hợp đồng, tôi không thể để cho bọn họ vì sự ngu dốt của tôi mà bị tổn thất. Đàm Chấn Tân lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ đồng cảm, Từ Lâm à, cậu vẫn ngây thơ như vậy, chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn không biết sao? Sinh tử một đường là của tôi. Sau này mỗi một bộ tác phẩm cậu viết tất cả cũng đều là của tôi. Mà cậu, căn bản cũng không có quyền lợi cùng tôi trả giá. Đàm Chấn Tân mặt không hề sợ hãi, Từ Lâm nếu không muốn thân bại danh liệt, đời này đều chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho hắn.
Chương 927, tín nhiệm vô điều kiện. Chư thần thời đại. Sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng dị thường. Đàm Chấn Tân coi như là tiền bối, hành sự như thế cũng có phần quá mức thất đức. Trên mặt của Lạc Thần tràn đầy vẻ không cam lòng. Từ Lâm mặt đầy vẻ áy náy, là lỗi của tôi. Làm liên lụy mọi người. Diệp Mộ Phàm vỗ bả vai của hắn một cái, Từ ca, đừng tự trách mình, nếu là lỗi cũng là lỗi của những thứ đồ vô sỉ kia, làm sao lại có thể là lỗi của anh. Đúng rồi, tôi nói anh len lén ghi âm, anh đã ghi âm hay chưa? Từ Lâm lắc đầu một cái, Đàm Chấn Tân rất cẩn thận, địa phương là do hắn chọn, trước khi tôi vào phòng ăn còn bị trợ thủ của hắn lục soát người rồi, căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Diệp Mộ Phàm thở dài, vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với cái biện pháp này, lão hồ ly lăn lộn trong nghề lâu như vậy, phương pháp cấp thấp như vậy, nhất định sẽ đề phòng. Vậy làm sao bây giờ? Thực sự không có biện pháp nào để xử hắn sao? Cung Húc cả giận. Một bên Hàn Thiên Vũ phân tích. Hiện tại chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là, kiện cáo thất bại, bị xử ăn cắp bản quyền, kế hoạch quay phim của chúng ta phải dừng lại, tiền ứng trước đó toàn bộ không thu về được, quan trọng nhất là tổn hại đối với danh dự công ty. Từ Lâm vội nói, liên quan tới danh dự công ty, điểm này tôi có thể tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ chuyện này không có bất cứ quan hệ nào cùng công ty, các cậu chẳng qua là mua kịch bản của tôi mà thôi. Hàn Thiên Vũ thần sắc bất đắc dĩ. Sự tình không có đơn giản như vậy. Hoàng Thiên nhất định sẽ dẫn dắt dư luận, dụ dỗ bọn họ chĩa mũi dùi vào công ty. Bọn họ bên này không cầm ra được bất kỳ chứng cứ nào, hoàn toàn là đang ở thế bị động. Diệp ca nói thế nào? Lạc Thần hỏi. Diệp Mộ Phàm buông tay nói. Buổi sáng tôi gọi điện thoại cho cậu ta, những thứ cậu ta nói ngược lại tôi cũng không hiểu là có ý gì. Đi cậu ta tới, lại hỏi thăm đi. Lúc này, sau cánh cửa một loạt tiếng bước chân truyền tới, là Diệp Oản Oản tới. Mấy người bận rộn cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Diệp ca. Diệp tổng tới rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trong nháy mắt tiến vào, bầu không khí trong phòng họp chẳng biết tại sao, lại ung dung đi mấy phần. Giống như chỉ cần có người này ở đây, vô luận chuyện gì đều có thể giải quyết. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm buông tay, sự tình tôi đã nói với anh, cho nên... Anh rốt cuộc là có tính toán gì? Diệp Oản Oản quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, ngay sau đó mở miệng nói, tình huống tôi đã rõ ràng, cho nên, tôi đã quyết định, sinh tử một đường sẽ tiến hành nghi thức mở máy trước thời hạn vào ngày mai. Từ Lâm nghe vậy mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái gì? Trước thời hạn tiến hành nghi thức mở máy ngay ngày mai. Gấp như vậy, không đúng, trọng điểm là, dựa theo tình huống bây giờ, hẳn là nên vội vàng rút vốn, làm hết sức để giảm bớt tổn thất mới đúng. Làm sao lại có thể nhanh chóng mở máy đây? Như vậy không được, tuyệt đối không được, gây chú ý dư luận như vậy sẽ khiến cho công ty nằm ở vị trí càng thêm bất lợi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối với quyết sách sai lầm rõ ràng như vậy, những người khác lại có thể cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ dị nghị nào. Diệp Oản Oản trấn an mà mở miệng nói, từ lão sư, ban đầu thời điểm mời anh tới, tôi đã từng cam kết qua, vô luận xảy ra chuyện gì, công ty bên này sẽ giải quyết. Yêu cầu anh cần làm chỉ có một việc, an tâm quay phim. Từ Lâm vẻ mặt do dự, hướng về những người khác nhìn lại, chẳng lẽ các cậu cũng đồng ý hiện tại mở máy? Hắn thực sự là không thể tiếp tục làm liên lụy bọn họ. Mấy người liếc nhau một cái. Sau đó, Lạc Thần mở miệng, tôi nghe Diệp ca. Hàn Thiên Vũ ngắt điện thoại đang gọi nãy giờ, đã báo cho Dương ca đi an bài. Cung Húc cười híp mắt nói, loại sự tình dùng đầu óc này có Diệp ca là được. Tôi chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa tương đương. Chương 928, bọn họ điên rồi sao? Sau khi Diệp Oản Oản đã quyết định, Cung Húc, Lạc Thần bọn họ liền đi chuẩn bị cho buổi họp báo với phóng viên ngày mai rồi. Anh phải làm cái gì? Diệp Mộ Phàm hỏi. Anh đi cùng với em, buổi tối chúng ta tổ chức buổi họp báo với phóng viên. Diệp Oản Oản nói xong, đưa cho hắn một tập hồ sơ. Đây là cái gì? Diệp Mộ Phàm hoài nghi mà nhận lấy. Lấy ra đồ vật bên trong. Sau khi thấy rõ thứ kia là gì, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt sáng lên, miệng nó. Những thứ này là, em từ đâu lấy được những chứng cớ này? Có những thứ này chúng ta còn sợ cái cọng lông, hoàn toàn có thể phản cáo Hoàng Thiên cùng Đàm Chấn Tân ăn cắp bản quyền rồi. Anh liền đi chuẩn bị hội trường, mời tất cả các phóng viên, tổ chức ngay một buổi họp báo. Chờ một chút, Diệp Oản Oản gọi hắn lại. Thế nào?
Hiện tại công ty chúng ta mới vừa thành lập, vốn vẫn còn eo hẹp. Chuẩn bị hội trường, mời chiêu đãi truyền thông, phí tuyên truyền, không cần tiền sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. À, vậy làm sao bây giờ, số tiền này khẳng định là không có cách nào không chi nha. Diệp Mộ Phàm không hiểu. Diệp Oản Oản cười một tiếng, gấp cái gì, Hoàng Thiên sẽ xài tiền giúp chúng ta chuẩn bị hội trường hạng nhất, mời truyền thông khắp thành, tổ chức một buổi họp báo long trọng. Em nói cái gì, Hoàng Thiên giúp chúng ta chuẩn bị, làm sao có thể, bọn họ bị điên rồi hay sao? Diệp Mộ Phàm đầu óc mơ hồ. Diệp Mộ Phàm đang muốn tiếp tục mở miệng hỏi, lúc này, điện thoại di động reo lên, là Diệp Y Y gọi tới. Diệp Mộ Phàm nhất thời chân mày nhíu chặt, Diệp Y Y lúc này gọi điện thoại cho anh làm cái gì? Diệp Oản Oản khóe miệng nhắc nhỏ tiếp. Diệp Mộ Phàm sụ mặt tiếp điện thoại, có chuyện. Mộ Phàm, hôm nay là kỷ niệm 20 năm Hoàng Thiên Giải Trí thành lập. Khánh điển kỷ niệm 20 năm vào buổi tối, mời cậu và Oản Oản cũng cùng nhau tới đây đi. Điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh khách khí lễ độ của Diệp Y Y. Diệp Mộ Phàm nhất thời nhíu chặt chân mày. Diệp Y Y sẽ tốt bụng như vậy, mời bọn họ tham gia Hoàng Thiên Chu Niên Khánh Điển sao? Sao lễ kỷ niệm thành lập công ty Hoàng Thiên? Chứ không phải cái gì gọi là Hồng Môn Yến hả? Tựa hồ là rất sợ Diệp Mộ Phàm không đến, Diệp Y Y lại mở miệng nói, tôi đã cùng ông nội bà nội nói qua rồi, ông nội bà nội đều đồng ý để các người tới, cho nên không cần lo lắng. Diệp Mộ Phàm nghe xong, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến lời Diệp Oản Oản mới vừa nói, vì vậy nhất thời sửng sốt một chút. Chẳng lẽ đây chính là thứ Oản Oản nói, có người tiêu tiền, giúp bọn hắn chuẩn bị buổi họp báo long trọng. Diệp Mộ Phàm đảo trong mắt một vòng, lập tức mở miệng, biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Đầu kia của điện thoại, Diệp Y Y che giấu sự giễu cợt trong giọng nói, ôn nhu mở miệng nói, được, chờ lát nữa tôi sẽ để cho người đi đưa thiệp mời cho các cậu. Mộ Phàm cậu chớ để ý, lính gác cửa mới tới có khả năng không nhận ra cậu và Oản Oản, có thiệp mời sẽ dễ dàng hơn một chút. Không có việc gì, tôi hiểu rồi, dĩ nhiên hiểu, ông nội bà nội chịu để cho tôi tham gia, tôi cũng đã rất vui vẻ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Mộ Phàm lập tức hỏi, cho nên, Oản Oản, em là chuẩn bị đem Hoàng Thiên Chu Niên Khánh Điển 20 năm, biến thành buổi họp báo phóng viên của chúng ta. Ngưu bức, cái này nào chỉ là long trọng a? Đại lễ kỷ niệm Hoàng Thiên Giải Trí 20 năm thành lập từ 3 tháng trước đã được chuẩn bị, đủ loại tuyên truyền đã che ngợp các trang bìa tạo thế cho sự kiện này. Vì muốn vượt xa danh tiếng của giải trí hoàn cầu, nên sự sắp xếp của Hoàng Thiên cũng vô cùng xa hoa. Để tổ chức sự kiện lần này, bọn họ đã thuê trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế đắt tiền nhất đế đô. Đến lúc đó, toàn bộ các phóng viên và công ty truyền thông nổi danh nhất toàn thành đều sẽ trình diện. Buổi khánh điển này, tiêu tốn một con số cách xù. Chương 929, thời tiết muốn thay đổi. Buổi tối hôm đó, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế. Nơi này toàn sao là sao, những đại minh tinh ngày thường được không biết bao nhiêu là fan săn đón, giờ phút này không có một ai lại không tranh thủ cơ hội vây quanh ở bên người Diệp Y Y. Bây giờ Diệp Thiệu An lại là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, mà Diệp Y Y lại là viên ngọc quý duy nhất trên tay hắn, là người thừa kế tương lai của Hoàng Thiên Giải Trí, thậm chí là của toàn bộ tập đoàn Diệp Thị. Dĩ nhiên là đối tượng nịnh bợ của tất cả các nghệ sĩ. Đàm Nghệ Lan đang nói chuyện xã giao cùng tân khách, cũng dành thời gian đi tới trước mặt Diệp Y Y, Y Y, con đã cùng Mộ Phàm nói qua chưa? Diệp Y Y khẽ mở miệng cười nói, bà nội, đã thông báo cho bọn họ, Mộ Phàm nói sẽ tới. Ừ, tốt, Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái. Khoảng thời gian này bà quan sát Mộ Phàm, đúng là càng ngày càng tiến bộ, không chỉ ở trong ngành thiết kế làm việc càng ngày càng xuất sắc. Mà còn tự mình mở công ty, mấy nghệ sĩ hắn ký hợp đồng cũng đều tương đối khá, khiến cho đánh giá của bà thay đổi rất nhiều. Bây giờ, ngay cả Diệp Hồng Duy cũng đều đã nhả ra, đồng ý để cho Mộ Phàm cùng Oản Oản hai huynh muội cũng tới tham gia khánh điển kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Động thái này của Diệp Hồng Duy, ý nghĩa có thể nói là không phải chuyện đùa. Chuyện này có ý nghĩa là, ông ta đã bắt đầu một lần nữa xem xét thân phận người thừa kế của Diệp Mộ Phàm rồi. Diệp Y Y cùng Lương Mỹ Huyên làm sao có thể không hiểu được ý của nhị lão. Lần trước thái độ dao động của nhị lão đã rất rõ ràng rồi. Đang nói chuyện, nơi cửa, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm đưa thiệp mời, sau đó thuận lợi vào sân. Bà nội, vừa nhìn thấy Đàm Nghệ Lan, Diệp Mộ Phàm lập tức thân thiết kêu một tiếng, sau đó thở dài nói, bà nội, tối nay nội thật sự là quá đẹp,
mới vừa rồi con ở xa xa nhìn thấy nội, còn tưởng rằng là cửu thiên tiên nữ hạ phàm đấy. Đàm Nghệ Lan bị dỗ đến tâm tình như hoa nở rộ, người đứa nhỏ này, chỉ biết nói bậy nói bạ. Một bên Diệp Oản Oản lập tức thiên chân vô tà nhấc tay phụ họa, lời này của ca ca nói đến là lời nói thật, con có thể làm chứng. Đàm Nghệ Lan giả vờ lườm hai người một cái, các ngươi nha, ngoài miệng mới bôi mật rồi hay sao? Trong hội trường, một tiếng nhạc du dương vang lên, điệu vũ thứ nhất bắt đầu. Diệp Mộ Phàm ưu nhã khom người, đưa tay ra làm một lễ thân sĩ, nữ sĩ Đàm Nghệ Lan xinh đẹp tuyệt trần nhất đêm nay, tiểu sinh có vinh hạnh mời ngài cùng nhảy một điệu khiêu vũ hay không? Đàm Nghệ Lan vui vẻ đáp ứng, hai người chậm rãi đi vào sân nhảy. Nơi sân khấu nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm, sau đó chính là một trận châu đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán. Ai nha, đây chẳng phải là Diệp đại thiếu gia Diệp Mộ Phàm sao? Lại có thể trở lại, không phải nói Diệp Mộ Phàm không học vấn không nghề nghiệp, bị đuổi ra khỏi nhà sao? Ta nghe nói gần đây lăn lộn cũng không tệ lắm, chủ tịch đều đã cho phép xuất hiện tại sự kiện ngày hôm nay, tình huống này ta nghĩ các ngươi hiểu được. Xem ra cái Diệp gia này là thời tiết muốn thay đổi. Lương Mỹ Huyên nghe những lời nghị luận chung quanh kia, giận đến cắn răng nghiến lợi. Lão gia tử cùng lão thái thái rõ ràng chính là thiên vị cháu trai bảo bối Diệp Mộ Phàm này. Diệp Y Y thần sắc lạnh nhạt mở miệng, Diệp Mộ Phàm đã quen mồm mép dỗ người, mẹ cũng không phải là không biết. Lương Mỹ Huyên hừ lạnh một tiếng, hừ, hắn cũng chỉ biết ba cái trò miệng lưỡi trơn tru mà thôi, còn lại chính là ngu như heo, đã tự đưa chuôi kiếm vào trong tay chúng ta. Lúc trước Diệp Mộ Phàm đấu đá ở nhà chỉ là trò đùa trẻ con, chỉ có một số rất ít người biết, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Nàng cũng muốn nhìn một chút xem, nếu như là tối nay, Diệp Mộ Phàm tại trước mặt nhiều tân khách như vậy, trước mặt nhiều truyền thông như vậy, để cho lão gia tử cùng lão thái thái bị lăng nhục, lão gia tử cùng lão thái thái, còn có thể lại cho hắn cơ hội hay không? Diệp Mộ Phàm, chết đã đến nơi còn không biết, ta chống mắt lên nhìn xem ngươi còn có thể đắc ý được đến lúc nào. Nghĩ tới đây, tâm tình Lương Mỹ Huyên nhất thời khá hơn, y y, truyền thông bên kia nhớ đi phát thêm một chút phong bì, để cho bọn họ tối nay, chiêu đãi, thật tốt Diệp đại thiếu gia của chúng ta một chút. Mẹ, ta biết, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng. Chương 930, muội quản nghiêm. Điệu nhảy thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Tất cả những người có mặt ở đây đều là người trong nghề, nhất thời nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, liền lập tức có mỹ nữ thử thăm dò. Hướng về phía Diệp Mộ Phàm đi tới. Diệp công tử, có hứng thú cùng em nhảy một bản sao? Diệp Mộ Phàm hướng về người tới nhìn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tất cả nghệ sĩ được mời tới đây đều là nhân vật nổi tiếng của Hoàng Thiên Giải Trí. Tỷ như vị nữ nghệ sĩ trước mặt này chính là một tiểu hoa hoa đang lên, đi theo con đường gợi cảm, là nữ thần của vô số trạch nam. Hi hi, cô em này không tệ, ánh mắt hắn kén chọn như vậy. Mà cũng chấm được 8 điểm rồi đó nha. Diệp Mộ Phàm không chút do dự mở miệng, dĩ nhiên. Một bên Diệp Oản Oản thấy vậy, uống một ngụm nước, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Diệp Mộ Phàm sống lưng nhất thời lạnh buốt, lời muốn nói đã tới khóe miệng, nhất thời quẹo ngang, ho khan, dĩ nhiên, cái này là vinh hạnh của tôi, bất quá, quả thực xin lỗi, mấy ngày nay quá bận rộn, trạng thái cơ thể không tốt, sợ là sẽ cản trở Ân tiểu thư. Sau khi từ trong hố lửa của Trầm Mộng Kỳ đi ra, Diệp Oản Oản lo lắng nhất chính là hắn lại khôi phục lại hình tượng phong lưu lãng tử trước đây, cho nên đã hạ thiết quân luật cho hắn, không cho phép ăn chơi đàng điếm, càng không cho phép dính vào quan hệ cùng với nữ minh tinh. Bởi vì chư thần thời đại không có nữ nghệ sĩ, cho nên hắn coi như là yên phận. Nếu là đem hắn bỏ vào Hoàng Thiên, không phải cũng giống như thả sói vào giữa bầy dê hay sao? Cho nên Diệp Oản Oản tự nhiên quản kỹ hắn. Như vậy à? Vậy hy vọng sẽ có cơ hội lần sau. Mỹ nữ tự nhiên nghe được ý từ chối khéo trong lời nói của Diệp Mộ Phàm, đành phải rời đi, đồng thời đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ hồ nghi. Giống như em gái vừa rồi đến tiếp cận cũng có không ít người, bất quá, tất cả đều bị Diệp Mộ Phàm, bốn lạng đẩy ngàn cân, mời đi. Toàn bộ hành trình đều yên phận mà chờ đợi ở bên cạnh Đàm Nghệ Lan. Tối nay, chung quanh không ít người đều đang chú ý đến Diệp Mộ Phàm bọn họ bên này. Đối với chuyện này tất cả đều rất là ngoài ý muốn. Tên hoa hoa công tử Diệp Mộ Phàm này, lại có thể đổi tính. Đàm Nghệ Lan cũng đang một mực âm thầm quan sát cháu trai nhà mình, thấy hắn tính trêu hoa ghẹo nguyệt, đàn đúm cũng đều đã thu hồi, tự nhiên lại càng thêm hài lòng mấy phần, âm thanh ấm áp mở miệng nói,
người trẻ tuổi giao thiệp nhiều một chút cũng là bình thường, không cần phải chờ bên cạnh ta cả buổi thế này đâu. Diệp Mộ Phàm khôn khéo nói, giao thiệp lúc nào đều có thể, nhưng thời gian con có thể ở bên bà nội bình thường không nhiều. Nghe được lời này, trong lòng Đàm Nghệ Lan nhất thời lại mềm đi không ít, con đó, trước đó không phải đã nói với con rồi hay sao, không có việc gì thì tùy thời có thể trở lại. Có phải là có ai đó đã làm cho con khó chịu hay không? Nhớ lại sự tình ở Cố gia ngày đó, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Lương Mỹ Huyên ở một bên, thần sắc thêm mấy phần ngăn cách, lại mở miệng nói, Mộ Phàm, nơi này cũng là nhà của con, ông nội bà nội còn chưa có chết đâu, không ai dám không cho con về nhà. Lương Mỹ Huyên nghe được câu này, quả thực là giận đến gần chết, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể luôn miệng phụ họa, mẹ nói phải, Mộ Phàm à, con cùng Oản Oản cũng vậy, đừng chỉ lo công tác, bình thường phải tranh thủ trở lại thăm nhà nhiều một chút. Đáng chết, quả nhiên là huyết mạch ruột thịt bày ra ở chỗ này sao? Huống chi Diệp Mộ Phàm vẫn là cháu ruột duy nhất, quả nhiên là không dễ giải quyết như vậy. Tuyệt đối không được, cái Diệp gia này, nàng thật vất vả mới đoạt được tới tay, làm sao lại có thể để cho Lương Uyển Quân nữ nhân kia, một nhà cướp đi. Lương Mỹ Huyên ung dung thản nhiên mà nháy mắt đối với Diệp Y Y. Diệp Y Y ôn nhu mở miệng nói, bà nội, phóng viên bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái, được, bắt đầu đi. Rất nhanh, Chu Niên Khánh Điển tối nay chính thức được bắt đầu, truyền thông được mời lần lượt vào sân. Minh Tinh, hàng hiệu lần lượt theo thảm đỏ mà đi vào trong hội trường. Hội trường toàn sao là sao lấp la lấp lánh, nói Diệp gia chiếm cứ một nửa giang sơn giới giải trí, đúng là không hề quá đáng chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 931, giải thích hợp lý. Trên khán đài, người MC đầy nhiệt tình nói xong lời mở đầu, sau đó do Chủ tịch Diệp Hồng Duy lên đài nói chuyện. Sau Diệp Hồng Duy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Diệp Thị kiêm Tổng Giám đốc Hoàng Thiên Giải trí Diệp Thiệu An cũng theo sát lên đài, bên cạnh là Tổng Thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải trí Cao Quý Ưu Nhã Diệp Y Y. Dưới đài, một vài lão nhân của Hoàng Thiên Giải trí không nhịn được cảm khái. Ai, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. 3 năm trước đây, người đứng ở nơi đó nói chuyện vẫn là Diệp Thiệu Đình, nhưng bất quá chỉ đảo mắt, bây giờ một vài người mới trong công ty, ngay cả Diệp Thiệu Đình là ai cũng không biết, chỉ biết có Diệp Thiệu An cùng đại tiểu thư Diệp Y Y. Cũng không phải sao, chủ tịch đến nay vẫn không cho phép Diệp Thiệu Đình vào cửa chính Diệp gia cùng công ty, ngay cả lễ kỷ niệm 20 năm quan trọng như vậy, cũng chỉ có Diệp Mộ Phàm tên tiểu bối này được cho phép đến tham dự. Bất quá, nhìn thái độ gần đây của chủ tịch cùng phu nhân đối với Diệp Mộ Phàm, ta thấy quyền thừa kế tương lai này rốt cuộc rơi vào trong tay người nào, cũng chưa biết chừng nha. Người quá ngây thơ, Diệp Mộ Phàm chỉ là một cái bao cỏ, làm sao có thể là đối thủ của cha con Diệp Y Y. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là về nhà vớt phát vài đồng tiền mà thôi, muốn nhúng tay vào công ty. Nói vớ vẩn mà thôi. Cũng đúng. Rất rõ ràng. Toàn bộ những người thuộc Hoàng Thiên Giải trí cũng sẽ không có ai coi trọng Diệp Mộ Phàm, chẳng qua chỉ là nể thái độ bên trên đối với hắn có chuyển biến tốt, mới cùng hắn hàn huyên mấy câu, coi như là cho chủ tịch mặt mũi. Toàn bộ Chu Niên Khánh Điển đều được tiến hành trong bầu không khí nhiệt liệt khoái trá. Thời điểm chuẩn bị kết thúc, có một phân đoạn phỏng vấn cùng giới truyền thông. Các công ty truyền thông nổi danh theo thứ tự lần lượt vây quanh Diệp Hồng Duy, Diệp Thiệu An, Diệp Y Y và mấy vị cao tầng của công ty để đặt câu hỏi. Trừ mấy vị cao tầng ra, bên cạnh Diệp Y Y còn đi theo đạo diễn Lưu Hiểm Phong, kim bài biên kịch Đàm Chấn Tân, cùng với hai người một nam một nữ đóng vai chính. Diệp Y Y đứng ở trước vô số micro, mở miệng nói với các vị truyền thông, thừa dịp cơ hội ngày hôm nay, vừa vặn tôi cũng muốn cùng mọi người chia sẻ một tin tốt, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Đàm Chấn Tân Yêu Đương Thời Đại sắp quay, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Giới truyền thông nghe thấy nhất thời rối rít đưa lên lời chúc phúc. Vậy thật sự quá sức làm người ta mong đợi, chất lượng kịch bản của Đàm lão sư mấy năm nay càng ngày càng cao, tạo nên ý tưởng mới mẽ độc đáo, mỗi một bộ phim đều vô cùng đánh động lòng người, không biết bộ Yêu Đương Thời Đại này, linh cảm của Đàm lão sư bắt nguồn ở nơi nào, lại sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ như thế nào đây. Kịch bản này là ta mới vừa hoàn thành 3 tháng trước, vì hoàn thành bộ tác phẩm này. Câu hỏi của phóng viên, Đàm Chấn Tân đã sớm biết trước. Vì vậy thao thao bất tuyệt mà nói đến quá trình sáng tác của mình cùng sự gian khổ trong đó. Mục đích rất rõ ràng, ai vào trước người đó là chủ, để cho truyền thông càng thêm tin tưởng bộ tác phẩm này,
hắn mới là bản gốc. Quả nhiên, truyền thông tại chỗ sau khi nghe xong, tất cả đều bày tỏ sự khâm phục cùng ca ngợi. Đàm Chấn Tân không quên nịnh hót, nhìn về phía Diệp Y Y ở bên cạnh nói, các vị quá khen, hoàn toàn là dựa vào Diệp Y Y tiểu thư thưởng thức, tôi mới có thể có cơ hội phát huy tài năng của mình. Đàm Chấn Tân đang nói chuyện, ngay vào lúc này, điện thoại của hắn dường như vang lên một chút. Đàm Chấn Tân vờ như lơ đãng mở ra nhìn một cái, sau đó, tại trước mặt truyền thông, ngay trước mọi người sắc mặt kịch biến, hơn nữa bật thốt lên, lớn tiếng nổi giận nói, đây quả thực, lẽ nào lại như vậy? Giới truyền thông thấy Đàm Chấn Tân đột nhiên giận dữ, toàn bộ đều chố mắt nhìn nhau. Hích, Đàm lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Đàm Chấn Tân bày ra biểu tình giận đến mất lý trí, trực tiếp hướng thẳng về phía Diệp Mộ Phàm đi tới, đem nội dung trên màn ảnh điện thoại di động đưa tới trước mặt của hắn, Diệp đại thiếu gia. Xin cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý. Chương 932, tự tìm chết. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả cánh truyền thông đều là đầu óc mơ hồ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngáp một cái, đang ngồi ở trên chiếc ghế cao cách đó không xa, nâng cằm lên, nhàn nhã lắc một ly nước ô mai trong tay. Tối nay, buổi họp báo phóng viên của chư thần thời đại bọn họ, chính thức bắt đầu. Nếu như là trước kia, nàng đối với Diệp Mộ Phàm có lẽ còn có chút không yên lòng, nhất định phải theo sát bên cạnh hắn mới được. Hiện tại thì sao, lẳng lặng nhìn hắn phát huy là tốt rồi. Chỉ thấy, Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của Đàm Chấn Tân. Đó là Weibo của công ty chư thần thời đại tuyên bố tin tức ngày mai sinh tử một đường mở máy. Đối mặt với chất vấn hùng hổ dọa người của Đàm Chấn Tân, Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói, giải thích. Không biết Đàm lão sư, muốn tôi giải thích cái gì? Một bên Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y liếc nhau một cái, nhếch miệng lên cười lạnh trào phúng, cho là giả vờ không biết thì không có sao sao. Bọn họ đã sớm đào xong tất cả bẫy dập, hắn không vào cũng phải vào. Đàm Chấn Tân nhìn một cái tất cả cánh truyền thông chung quanh, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, các vị, tối nay là ngày đại hỷ 20 năm của Hoàng Thiên Giải Trí, cũng là thời gian yêu đương thời đại tuyên bố ra mắt, nguyên bản tôi cũng không muốn sự tình mất hứng làm ảnh hưởng tới bầu không khí hôm nay, nhưng có mấy người thật sự là khinh người quá đáng, quá mức vô sỉ. Đàm Chấn Tân nói xong, tức giận hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, nghiêm nghị chất vấn. Diệp Thiếu, hai ngày trước tôi đã liên lạc qua với quý công ty, nói cho các cậu biết kịch bản sinh tử một đường của Từ Lâm, là lấy trộm tác phẩm của tôi yêu đương thời đại, hy vọng quý công ty cho tôi một lời giải thích. Trong lòng tôi vốn cho là, Diệp Thiếu nhất định sẽ cho tôi một cái xử lý công chính, ai ngờ đâu, cuối cùng thứ tôi đợi được chính là, cậu đã biết rõ bộ tác phẩm này của Từ Lâm vi phạm bản quyền, không chỉ không có biện pháp xử lý đối với hắn ta, còn lập tức tuyên bố muốn mở máy, cưỡng ép quay phim. Lời Đàm Chấn Tân nói nhất thời làm toàn hội trường trở nên xôn xao. Trong phút chốc, tất cả ống kính đều nhắm ngay hướng của Diệp Mộ Phàm. Ta đi, mới vừa rồi Đàm Chấn Tân nói cái gì? Diệp Mộ Phàm lấy trộm kịch bản của hắn, còn dưới tình huống đối phương tìm tới cửa, không chỉ không xử lý, còn cưỡng chế mở máy quay phim. Ta mới vừa xem Weibo của chư thần thời đại, Đàm lão sư nói không sai, bên kia quả thật tuyên bố ngày mai mở máy. Chuyện này quả thật có chút vô sỉ nha. Đoán chừng là ỷ vào ông nội mình là chủ tịch, liền không hề sợ hãi đi. Khó trách trước đó Diệp chủ tịch đem hắn đuổi ra khỏi nhà đấy, quả thật quá hoang đường. Hắn rốt cuộc có thể quản lý hay không? Công ty nếu là giao vào trong tay hắn, còn không sợ bị thua sạch. Nhìn lấy hội trường huyên náo, sắc mặt của Diệp Hồng Duy là một mảnh âm trầm, Mộ Phàm, đây là chuyện gì? Lời Đàm lão sư nói là sự thật sao? Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi. Tựa hồ là có ẩn tình gì đó khó nói, mở miệng trả lời, ông nội, Đàm lão sư nói đúng là sự thật. Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, mọi người nhìn về phía biểu tình của Diệp Mộ Phàm, nhất thời càng thêm khinh bỉ. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y hoàn toàn là biểu tình trong dự liệu, chuyện này, hắn căn bản không có cơ hội ngụy biện. Diệp Mộ Phàm tiếp tục mở miệng nói, nhưng chuyện này có chút hiểu lầm. Ông nội, chờ trở về rồi, con lại cùng ông nội giải thích rõ, có thể hay không? Dù sao hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng Thiên, chớ để chuyện này làm ảnh hưởng bầu không khí. Diệp Mộ Phàm muốn âm thầm xử lý, nhưng mà có người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đàm Chấn Tân lạnh lùng nói, hiểu lầm. Diệp Thiếu, nếu ngươi nói có hiểu lầm, vậy tại sao không hiện tại nói rõ ràng với mọi người?
Chương 933, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện này, Diệp Mộ Phàm vẻ mặt khó xử, Đàm lão sư, chúng ta vẫn là nên nói riêng một chút chứ. Đàm Chấn Tân cười lạnh, nếu cậu từ đầu đến cuối đều lảng tránh vấn đề, tôi cũng chỉ có thể mời Diệp Chủ tịch giúp tôi đòi một cái công đạo rồi. Diệp Hồng Duy vừa mới thay đổi cách nhìn đối với người cháu này, nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt có chút phức tạp, Mộ Phàm, có hiểu lầm gì đó, con cứ nói thẳng đi. Hắn tự nhiên cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng nếu như là không phải, mà Mộ Phàm đối mặt với sai lầm còn dùng loại thái độ trốn tránh này, như vậy thật làm cho hắn quá thất vọng. Diệp Mộ Phàm nhìn về phía nhị lão thỉnh cầu, ông nội, bà nội, xin hãy tin tưởng con lần này, đồng ý âm thầm xử lý chuyện này, dù sao. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, làm lớn lên quả thực khó coi. Không đợi nhị lão nói chuyện, Lương Mỹ Huyên nhất thời khẽ xì một tiếng. Nguyên lai người cũng biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài à, nếu biết, thì tại sao nhất định phải làm những chuyện xấu kia? Người không biết người làm như thế, cuối cùng là làm xấu mặt ai hay sao? Đều là thể diện của Diệp gia, là thể diện của ông nội bà nội ngươi. Hôm nay có nhiều cánh truyền thông và bằng hữu như vậy ở chỗ này, nếu như người ông nội bà nội để mặc cho ngươi lừa đảo, ngươi để cho Diệp gia chúng ta, Hoàng Thiên giải trí chúng ta ngày sau làm sao còn cùng công chúng giao phó? Người ta lại sẽ nhìn công ty chúng ta như thế nào? Bao che, bao che. Diệp Thiệu An cũng nghĩa chính ngôn từ mà phụ họa nói, cha, mẹ, là một tổng giám đốc, con cho là, sự tình hiện tại đã náo như vậy rồi, vì hình tượng công ty, nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Đây cũng không phải là chuyện nhà của chúng ta, mà là chuyện công. Chuyện công là chuyện công, vô luận là ai, cũng không thể có đặc quyền. Nghe lời này của Đàm Chấn Tân cùng Diệp Thiệu An bọn họ, Diệp Mộ Phàm nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười không dễ gì phát giác. Xí, muội muội nhà hắn thật sự là quá thông minh rồi. Những người này quả nhiên như nàng dự liệu, vội vội vàng vàng tự đào hố cho mình nhảy, hắn cứ thế thân thiện ngăn cản, kết quả có muốn ngăn cũng đều không ngăn được. Oản Oản sở dĩ bảo hắn cố ý ngăn trở, đương nhiên là muốn để cho ông bà nội thấy hắn cố gắng chu toàn mặt mũi của Diệp gia, nhưng bất đắc dĩ lại có người không biết xấu hổ. Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm bị bức đến đường cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở miệng, vậy được rồi, tôi muốn mượn thiết bị của hội trường sử dụng một chút. Tùy ý ngươi, Diệp Thiệu An ung dung mà nhìn hắn. Diệp Mộ Phàm lập tức hướng về phía sân khấu đi đến. Thấy Diệp Mộ Phàm bị buộc phải đi lên, Diệp Y Y vẫn cẩn thận hỏi Đàm Chấn Tân một câu, Đàm lão sư, ông xác định là Từ Lâm bên kia không có bất luận chứng cứ gì chứ? Đàm Chấn Tân mặt đầy tự tin, yên tâm đi. Trừ phi có người trước thời gian này viết ra tác phẩm giống như đúc, nếu không Diệp Mộ Phàm có khua môi múa mép dẻo đến mức nào cũng vô dụng. Nghe được lời này, Diệp Y Y mới hoàn toàn yên lòng. Sau khi lên sân khấu, Diệp Mộ Phàm bắt đầu điều khiển nhân viên chuẩn bị âm thanh, màn ảnh cùng máy chiếu. Diệp Y Y tuy rằng bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể để nhân viên của mình phối hợp. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi công tác, Diệp Mộ Phàm rốt cục cũng mở miệng. Chư vị quan khách tôn quý, chư vị bằng hữu truyền thông, chào mọi người. Đầu tiên, xin tự giới thiệu một chút, tôi là một trong những người sáng lập ra công ty Chư Thần Thời Đại, Diệp Mộ Phàm. Chư Thần Thời Đại được sáng lập với đội ngũ nòng cốt trước mắt có diễn viên Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Cung Húc. Tiếp đó, công tác trọng tâm của chúng tâm là quay một bộ phim điện ảnh mang tên là Sinh Tử Một Đường. Bộ phim này có diễn viên chính là, đạo diễn là... Chương 934, vở kịch dài nhất. Diệp Y Y càng nghe càng cảm thấy có cái gì đó sai sai. Diệp Mộ Phàm đây là đang làm gì? Lương Mỹ Huyên hai tay ôm ngực, khẽ xì một tiếng, tiểu tử kia, miệng lưỡi trơn tru. Đến bây giờ còn đang nói lảng sang chuyện khác, để xem hắn có thể kéo bao lâu. Diệp Thiệu An nhìn về phía Diệp Hồng Duy ở bên cạnh, nghiêm túc mở miệng, cha, Mộ Phàm tiểu tử kia hẳn là cùng một dạng với cha hắn. Đã quen làm ra loại sự tình tổn hại tới công ty cùng gia tộc rồi. Lần trước nói hắn lấy trộm cơ mật của công ty mà ba mẹ không tin, lần này lại trộm kịch bản công ty, lần này các người dù sao cũng nên tin chưa? Lương Mỹ Huyên cũng nói cha, mẹ, chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, hai người không thể lại mềm lòng, nhất định sẽ phải nghiêm trị, nếu không người ngoài sẽ nhìn Diệp gia chúng ta như thế nào? Diệp Hồng Duy cùng thê tử ở bên cạnh liếc nhau một cái. Đáy mắt hai người đều là vẻ thất vọng khó mà che giấu. Chẳng lẽ cháu ruột của Diệp gia bọn họ, thực sự là hoàn toàn hết thuốc chữa à? Dưới dàn âm thanh tuyệt đỉnh, ánh đèn sang trọng cùng đội ngũ truyền thông cao cấp nhất tại hội trường,
Diệp Mộ Phàm đem các phương diện của công ty nhà mình tuyên truyền qua một lần, cuối cùng lại làm người đảm nhiệm luôn vai trò marketing, đem thông tin bộ phim sắp mở máy công bố, còn tuyên bố tin tức ngày mai sẽ tiến hành ngay. Tại hội trường, phóng viên đã được Diệp Y Y bố trí, dĩ nhiên là ngồi không yên rồi. Diệp Mộ Phàm tiên sinh, hy vọng ngài có thể nói vào trọng điểm, mà không phải là nói lảng sang chuyện khác. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn biết một chút, quý công ty có ăn cắp bản quyền hay không? Hơn nữa dưới tình huống đã biết rõ là ăn cắp bản quyền, lại tiếp tục xâm phạm lợi ích của người khác. Đối với chuyện này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Trong đó có một phóng viên thân hình hơi mập mạp, nghiêm nghị mở miệng nói, Diệp Mộ Phàm tiên sinh, xin đừng trốn tránh trách nhiệm, nếu đã làm rồi, vậy thì nên công khai nói xin lỗi, bồi thường, lập tức ngừng quay chụp, đồng thời cho người quản lý có liên quan ngưng chức, kiểm điểm. Thậm chí tôi cho là, công ty thiếu trách nhiệm như vậy, căn bản cũng không cần phải tiếp tục tồn tại nữa, nếu không sẽ làm hỏng hình tượng của toàn ngành, càng là ung nhọt của ngành giải trí. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, vị phóng viên tiên sinh này, tôi rất đồng ý thuyết pháp của ngài. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm quét qua toàn trường, ánh mắt bỗng trở nên ác liệt. Một lát sau, rốt cuộc mở miệng, tôi mới vừa rồi nói nhiều như vậy, chỉ muốn chứng minh một chút, công ty này, là tâm huyết của tôi cùng với các vị bằng hữu thân thiết. Là tâm huyết của tất cả mọi người, nên chúng tôi yêu mến danh tiếng của mình hơn bất kỳ ai, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình phá hư quy tắc trong ngành như thế này. Đàm Chấn Tân lão sư một mực hy vọng tôi lập tức cho một lời giải thích cho chuyện này, như vậy hiện tại, tôi cũng hy vọng, Đàm lão sư có thể cho tôi một lời giải thích. Đàm Chấn Tân không hề sợ hãi mà cười nói, ồ, Diệp thiếu hy vọng tôi giải thích cái gì, có thể tùy tiện hỏi. Diệp Mộ Phàm nhẹ nhàng mở miệng, Đàm Chấn Tân lão sư, ngài nói thời gian hoàn thành của yêu đương thời đại là 3 tháng trước thật sao? Đàm Chấn Tân, không sai. Diệp Mộ Phàm, ông chắc chắn chứ? Có ai có thể chứng minh? Đàm Chấn Tân cười lạnh, trên văn bản ghi chép của tôi, email, hay thời gian ghi danh đều có thể chứng minh. Khi đó tôi cùng Diệp Y Y tiểu thư còn thảo luận qua nội dung cốt truyện có liên quan nữa, Diệp Y Y tiểu thư cũng có thể làm chứng. Để chứng minh lời nói của mình, Đàm Chấn Tân còn đem Diệp Y Y cũng kéo theo. Diệp Mộ Phàm đào hố sâu, bảo đảm đủ để kéo sập không sót tên nào, rốt cục lúc này mới hài lòng, tiếp tục mở miệng, được, ngài luôn mồm luôn miệng nói bộ tác phẩm này, của ngài là bản gốc, hơn nữa thời gian hoàn thành sáng tác là 3 tháng trước, như thế, tôi muốn hỏi. Trên màn ảnh lớn phía sau lưng tôi, nội dung của bộ này so với yêu đương thời đại của ngài một chữ cũng không kém, hơn nữa lại là tác phẩm được hoàn thành từ nửa năm trước. Lại là chuyện gì xảy ra? Chương 935, quả thật là gặp quỷ. Đàm Chấn Tân nghe vậy khịt mũi coi thường, nửa năm trước đã có người viết ra tác phẩm giống nhau như đúc. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Diệp Mộ Phàm tiểu tử kia sợ là đang nằm mơ đây. Trong nháy mắt khi tiếng nói đó của Diệp Mộ Phàm rơi xuống, hình ảnh trên màn ảnh lớn chuyển đổi, xuất hiện chính là mấy tờ ảnh chụp màn hình. Một cái ghi danh được đặt tên là Ít Từ Lâm tại blog cá nhân ban bố kịch bản tác phẩm được đặt tên là Sinh Tử Một Đường, mọi người đơn giản nhìn lướt qua đại khái giới thiệu, nội dung cùng với yêu đương thời đại của Đàm Chấn Tân giống nhau như đúc. Nhưng, khiến cho người ta vạn vạn không ngờ tới chính là, thời gian công bố Sinh Tử Một Đường của Từ Lâm ở trên blog, lại có thể sớm hơn nửa năm so với thời gian mà yêu đương thời đại của Đàm Chấn Tân công bố với bên ngoài. Nhìn lấy nội dung hiển thị sau lưng Diệp Mộ Phàm, tất cả cánh truyền thông ở đây đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, không phải là Từ Lâm lấy trộm kịch bản của Đàm Chấn Tân sao? Làm sao Sinh Tử Một Đường của Từ Lâm lại có thể công bố sớm hơn so với yêu đương thời đại được? Nếu như vậy, vậy chẳng phải là ngược lại sao? Là Đàm Chấn Tân lấy trộm tác phẩm của Từ Lâm mới đúng. Chuyện này, không thể nào, Đàm Chấn Tân chính là kim bài biên kịch, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Đàm Chấn Tân nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình sau lưng Diệp Mộ Phàm, hơi nhíu mày, nhưng sắc mặt cũng coi như chấn định, quả quyết mở miệng, Diệp Mộ Phàm. Ngươi lại có thể ngụy tạo chứng cớ. Diệp Mộ Phàm cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, Đàm Chấn Tân lão sư, tôi còn không có ngu đến mức sẽ ở trước mặt nhiều bằng hữu giới truyền thông như vậy lại đi ngụy tạo loại chứng cứ vụng về này. Mọi người nếu không tin, có thể ngay bây giờ tra thử địa chỉ blog hiển thị phía sau lưng tôi, tự mình xem thử, không phải là sẽ biết ngay sao. Trước khi Diệp Mộ Phàm mở miệng nói lời này, tại hội trường đã sớm có phóng viên trực tiếp lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Kết quả, sau khi xem xong,
mọi người đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Ở trên website blog đó quả thật có thể lục soát ra nội dung biểu hiện trong ảnh chụp màn hình, chính xác 100%, mà không phải là Diệp Mộ Phàm tùy tiện Photoshop làm giả ảnh chụp màn hình. Chứng cứ trần trụi, bị dùng một loại phương thức vô cùng trực quan, trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người. Đàm Chấn Tân vốn đang không hề sợ hãi, thấy phản ứng của những người chung quanh không đúng, lúc này mới vội vàng lấy điện thoại di động ra tra xem sao. Kết quả vừa nhìn xong, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện này là không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thời điểm Từ Lâm bắt đầu viết bộ kịch bản này, toàn bộ quá trình đều bị hắn nhìn chằm chằm, làm sao có thể hoàn thành kịch bản này từ nửa năm trước. Quả thật là gặp quỷ. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm quét qua tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói, đối với một công ty mà nói, vô luận là tiến hành hạng mục hợp tác gì, cũng không có khả năng trước đó không làm bất cứ đầy đủ điều tra xác minh gì mà đã ký hợp đồng. Chúng tôi tin chắc, kịch bản của Từ Lâm tiên sinh không có bất cứ vấn đề gì, cũng có đầy đủ chứng cứ chứng minh được điểm này, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Chẳng qua là, tôi cho rằng, lấy danh dự cùng nhân phẩm của Đàm lão sư, huống chi Đàm lão sư vẫn là biên kịch được Hoàng Thiên giải trí ký hợp đồng. Danh tiếng của Hoàng Thiên luôn luôn đều là có bảo đảm, nên tôi mới suy nghĩ, chuyện này có thể là có hiểu lầm gì đó hay không. Cho nên mới vừa rồi, tôi một mực hy vọng có thể âm thầm tìm Đàm lão sư hỏi rõ ràng xong lại nói, để tránh tạo thành cái gì không vui. Nhưng nếu Đàm lão sư đã cố ý hy vọng tôi có thể đưa ra bằng chứng, như vậy, tôi cũng chỉ đành tôn trọng ý kiến của hắn. Đàm Chấn Tân đứng ở dưới đài, đối mặt với càng ngày càng nhiều ánh mắt khác thường và xì xào bàn tán xung quanh, giờ phút này đã mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhưng chuyện quỷ dị như vậy, hết lần này tới lần khác lại xảy ra. Chương 936, một lưới bắt hết. Coi như lại là thần giao cách cảm, cũng không có khả năng viết ra kịch bản giống nhau như đúc. Như thế, cũng chỉ còn lại có một cái giải thích thôi. Từ Lâm tiểu tử kia lừa hắn, cái kịch bản này hắn đã sớm viết xong, hơn nữa còn sớm phòng ngừa, công bố ở trên mạng. Hắn lần này đã hoàn toàn rơi vào trong bẫy dập của đối phương. Sau một thoáng ngây người, cánh truyền thông tại hội trường nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Làm nửa ngày, lại có thể phán đoán sai lầm sao? Ăn cắp bản quyền không phải là chư thần thời đại, mà là Hoàng Thiên giải trí. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền thông đều hướng về Đàm Chấn Tân vây lấy. Phóng viên, Đàm lão sư, đối với chứng cứ Diệp tiên sinh cung cấp, ngài có muốn nói cái gì không? Đàm Chấn Tân, tôi nhớ lộn, thật ra thì kịch bản này tôi đã sớm viết xong rồi. Phóng viên, nhưng mới rồi không phải ngài vừa nói là hoàn thành vào 3 tháng trước, còn có Diệp y tiểu thư làm chứng cho ngài sao? Phóng viên, chân tướng có phải là ngài lấy trộm thành quả của Từ Lâm, còn vu cáo ngược Từ Lâm hay không? Mặc dù truyền thông nhận phong bì của Diệp y, nhưng chuyện nên làm bọn họ đã làm, còn tin tức quá mức lớn như thế này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tình thế bất ngờ xoay ngược lại, có thể bùng nổ hơn rất nhiều lần so với tin tức ban đầu, huống chi Diệp Oản Oản bên kia đương nhiên cũng đã an bài người của chính mình. Đàm Chấn Tân ấp úng muốn che lấp, nhưng thật bất đắc dĩ, trước đó Diệp Mộ Phàm đã phủ kín bẫy dập cho hắn, thực sự là sai lầm chồng chất không cách nào chống chế. Thậm chí đã có một số phóng viên quá khích vây lấy những cao tầng của công ty như Diệp Hồng Duy. Phóng viên, Diệp Chủ tịch, đối với sự tình Hoàng Thiên ăn cắp bản quyền lần này, ngài thấy thế nào? Phóng viên, Diệp Chủ tịch, chuyện này có phải là do Hoàng Thiên quản lý nội bộ sơ sót hay không? Phóng viên, Diệp Chủ tịch, mấy năm nay vấn đề quản lý nội bộ của Hoàng Thiên có vấn đề, loại tình huống này dường như đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Đối với chuyện này ngài có muốn nói gì không? Diệp Hồng Duy nhìn thấy ở hội trường cánh truyền thông hỗn loạn tưng bừng, thời khắc này sắc mặt đã càng khó coi hơn gấp trăm lần so với vừa nãy. Chu niên khánh điển 20 năm ngày hôm nay của Hoàng Thiên, sự kiện trọng yếu thế này lại có thể gây ra chuyện mất mặt như vậy. Diệp Y Y tranh thủ thời gian gọi bảo an chặn lại cánh truyền thông, xin lỗi các vị, đây là sự tình nội bộ của công ty chúng tôi, cảm phiền các vị rời đi trước. Cụ thể tình huống là gì, ngày sau chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo. Diệp Hồng Duy giận đến cả khuôn mặt tối sầm, Thiệu An, đây là chuyện gì? Diệp Thiệu An lòng tràn đầy chờ mong được xem trò hay của Diệp Mộ Phàm, hoàn toàn không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy. Mãi tới khi bị lão gia tử Hưng sư vấn tội, mới hồi phục lại tinh thần, chuyện này.
Chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Diệp Hồng Duy, hiểu lầm. Ngươi ngược lại nói một chút cho ta coi, rốt cuộc là có hiểu lầm gì. Diệp Thiệu An ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, cha, chuyện này. Trường hợp hôm nay như thế này, quả thực là không thích hợp xử lý loại chuyện này. Vẫn là nên lập tức xua tan phóng viên, đem tình cảnh khống chế lại thì hơn. Có chuyện gì, chúng ta âm thầm từ từ lại nói. Lương Mỹ Huyên bận rộn phụ họa nói, Mộ Phàm đã có chứng cớ, mới vừa rồi tại sao lại không nói rõ ràng. Hắn rõ ràng là cố ý, hắn cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, nhất định phải huyên náo khó nhìn như vậy mới hài lòng. Một chàng tiếng bước chân thản nhiên từ phía sau truyền tới, Diệp Oản Oản cũng không biết từ khi nào đã đi tới bên người của nhị lão, ủy khuất không dứt mà mở miệng, ông nội, bà nội, ca ca mới vừa một mực luôn ăn nói khép nép, yêu cầu âm thầm xử lý. Là nhị thúc, nhị thẩm, còn có y y tỷ cố ý không đồng ý. Khi đó có nhiều phóng viên ở đây như thế, tất cả mấy người bọn họ đều ép buộc ca ca, bắt anh ấy cho một lời giải thích. Khi đó, nhị thẩm vì sao lại không suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày gì đây? Chương 937, người thắng lớn nhất. Mấy câu nói của Diệp Oản Oản, nhất thời đem mấy người một nhà Diệp Thiệu An nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Diệp Hồng Duy nguyên bản thái độ đối với gia đình con thứ đã bắt đầu có bất mãn, chuyện ngày hôm nay có thể nói đã đem mâu thuẫn này trở nên gay gắt đến cực hạn. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, phương thức xử lý vấn đề của Mộ Phàm và gia đình con thứ, thật sự là đã có thể nhìn ra quá nhiều vấn đề rồi. Lương Mỹ Huyên giận đến trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngươi là một đứa bé biết cái gì, đừng có sỏ tiền mẻ. Diệp Oản Oản đứng ở bên người lão gia tử, ông nội, con quả thật cái gì cũng không biết. Nhưng con có thể phân biệt đúng sai, người làm sai không phải là ca ca. Diệp Hồng Duy nhìn cháu gái ở bên cạnh, sắc mặt hòa hoãn đi mấy phần, tốt rồi, Oản Oản, ông nội biết ca ca con không có sai, cách làm của Mộ Phàm hôm nay, quả thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Hồng Duy nói xong, thời điểm nhìn về phía Diệp Thiệu An, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, Thiệu An, người biết lỗi sai của ngươi ở đâu chưa? Diệp Thiệu An sắc mặt cứng đờ, con. Diệp Hồng Duy nghiêm nghị mở miệng, thứ nhất, ngươi không biết nhìn người, cho nên mới đem đến tai tiếng như vậy. Thứ hai, là một CEO của tập đoàn, trưởng quản toàn bộ người của công ty, quan trọng nhất là nên có cái nhìn đại cục. Mà ngươi, lại bởi vì chút tư tâm kia, để cho sự tình phát triển đến mức độ xấu nhất. Thứ ba, không có chút ý thức đoàn kết gia tộc nào. Diệp Hồng Duy nói xong, vẻ thất vọng trên mặt đã ngập tràn, ta thấy ngươi. Ngay cả hai đứa bé như Mộ Phàm cùng Oản Oản cũng không bằng. Lời nói này của lão gia tử đã coi như là phi thường nghiêm khắc. Một bên, nơi đáy mắt của Diệp Y Y xẹt qua một vệt âm vụ, ngay sau đó nặn ra vẻ mặt đầy lo lắng mở miệng. Ông nội, thật xin lỗi, người đừng trách cha, chuyện này là do con, là con không tra xét rõ, chuyện này không liên quan tới cha. Diệp Hồng Duy trầm giọng nói, Y Y, người quả thật là có lỗi, là tổng thanh tra. Lần này ngươi tạm thời ngưng chức 3 tháng đi. Lương Mỹ Huyên nghe thấy nhất thời nóng nảy, cha, thế này thật là quá đáng. Chuyện này cùng Y Y có quan hệ gì? Ngài làm sao lại có thể phạt Y Y đây? Lại nói Y Y cùng Việt Trạch tháng sau sẽ đính hôn, ngài hiện tại cho nó ngừng giữ chức vụ, làm sao nó ăn nói? Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng nói, mới vừa rồi là ai nói với ta, hôm nay nhiều truyền thông như vậy, vì hình tượng công ty, nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Ai nói đây là chuyện công, mà không phải là chuyện nhà. Các ngươi nói không sai, vô luận là ai, cũng không thể có đặc quyền. Chuyện này, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nấy. Ánh mắt Diệp Y Y không dễ dàng phát giác, âm trầm thêm mấy phần, nhưng trên mặt vẫn nhu thuận mà ẩn nhẫn mở miệng, mẹ, đừng nói nữa, ông nội trách phạt là con nên chịu. Diệp Mộ Phàm sắc mặt áy náy đi tới, thật xin lỗi, ông nội, bà nội. Đem khánh điển vốn là hỷ sự biến thành như vậy. Đàm Nghệ Lan thở dài nói, Mộ Phàm, bà nội biết, chuyện này không phải là lỗi của con. Dù sao hành động mới vừa rồi của Diệp Mộ Phàm bọn họ đều thấy tận mắt. Ai đúng ai sai, bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ. Diệp Hồng Duy liếc cháu trai một cái, trầm giọng mở miệng, công ty nhỏ mới mở kia của con, ta cũng biết một chút tình huống. Mộ Phàm, trong vòng một năm, nếu con có thể làm ra một chút thành quả, ông nội có thể xem xét, cho con một cơ hội. Diệp Oản Oản rốt cuộc chờ được những lời này, nơi đáy mắt nhất thời thoáng qua một vệt ánh sáng nhạt. Thấy Diệp Mộ Phàm không có phản ứng, ung dung thản nhiên mà nhéo hắn một cái. Diệp Mộ Phàm còn đang sợ sệt,
lúc này mới phản ứng được, vội vàng mở miệng, cảm ơn ông nội. Con sẽ cố gắng. Giờ phút này, hai mẹ con Diệp Y Y và Lương Mỹ Huyên, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tính cách lão gia tử cố chấp như vậy, một khi đã quyết định là sẽ tuyệt đối không thay, lại có thể nhả ra rồi. Hắn lại muốn cho Diệp Mộ Phàm một cơ hội thừa kế công ty. Chương 938, có năng lực đào ra nhiều hố nhỏ. Lương Mỹ Huyên kinh hãi đến biến sắc, cha, chuyện này. Làm sao có thể? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng, ông nội luôn luôn thưởng phạt phân minh, xử sự công đạo, nhị thẩm đây là đang chất vấn phán đoán của ông nội. Hay cô vẫn cho là, ở trong nhà này, cô có thể vượt mặt ông nội để quyết định. Lương Mỹ Huyên đầy kiêng kỵ mà liếc nhìn sắc mặt lành lạnh của Diệp Hồng Duy, Diệp Oản Oản, người chớ có nói bậy nói bạ, ta lúc nào nói qua lời như vậy. Ý của ta là, Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An làm sao có thể cam tâm, tự nhiên vội vã muốn cãi lại. Bất đắc dĩ mới vừa rồi vì đào bẫy cho Diệp Mộ Phàm, lời kia của bọn họ đã tự hại chính mình rồi. Nếu như bây giờ đến phiên mình, lại đổi một loại giải thích khác, như vậy rõ ràng là đang tự đá vào mông mình. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ai cũng không được nói lại. Diệp Hồng Duy không có tâm tình tiếp tục nghe tiểu bối cãi vã, sầm mặt lại, trực tiếp cùng Đàm Nghệ Lan cùng đi xuống dưới, rời khỏi phòng yến hội. Tân khách cùng cánh truyền thông lần lượt rời đi, hết thảy được giải quyết. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm cũng rời đi ngay sau đó. Đi tới cửa, Diệp Oản Oản phát hiện Diệp Mộ Phàm một mực vùi đầu, không hiểu vì sao lại ở đó lẩm bẩm cái gì. Ca, anh làm cái gì thế? Diệp Mộ Phàm vội vàng ngẩng đầu lên, mở miệng nói, đừng ngắt lời, anh đang tính thử xem. Lần này rốt cuộc em đào cho Diệp Thiệu An bọn họ bao nhiêu hố. Thu được sự tín nhiệm và hảo cảm của ông bà nội, miễn phí có được một buổi họp báo long trọng với phóng viên, tiện thể tuyên truyền được cho bộ phim của bọn họ, tiết kiệm được chi phí tuyên truyền rất lớn. Thêm vào đó lại còn giải quyết được sự bêu xấu, giúp Từ Lâm đòi lại công đạo, để cho Diệp Y Y ngưng chức. Hắn đã không tính nổi nữa rồi. Oản Oản đào ra một cái hố lớn, đem tất cả những kẻ lừa đảo đó dụ chúng tự nhảy vào. Hai huynh muội đang nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm nam nhân quen thuộc. Diệp Thiếu, đã lâu không gặp. Xoay người nhìn thấy người nói chuyện, hai con ngươi Diệp Oản Oản không khỏi hơi hơi nheo lại, Cố Việt Trạch. Diệp Mộ Phàm vừa thấy Cố Việt Trạch, lập tức đưa tay đem Diệp Oản Oản che ở sau lưng mình, tránh khỏi tầm mắt như có như không của Cố Việt Trạch rơi vào trên người nàng. Diệp Mộ Phàm ánh mắt lạnh giá, yo, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai thì ra là tên cặn bã nhà ngươi. Làm sao, muốn đánh nhau không? Cố Việt Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, không dám, thật sự là ngoài ý liệu. Tối nay, chiêu này của Diệp công tử quả thật là chơi đến đẹp đẽ. Không nhìn ra, thì ra là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói tới chỗ này, lời của Cố Việt Trạch đột nhiên chuyển một cái, nụ cười đáy mắt hóa thành khinh miệt. Chỉ tiếc, điều này cũng không thể thay đổi cái gì. Diệp Mộ Phàm đưa ngón giữa lên, sau đó nắm lại thành quả đấm, a, thật sao? Vậy thì mỏi mắt chờ mong. Cố Việt Trạch cũng không nói gì, cười một tiếng cất bước rời đi. Trước khi đi, ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn, nhìn lướt qua người Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Từ góc độ nam nhân mà nói, sau khi Diệp Oản Oản thay hình đổi dạng, quả thật là hấp dẫn mê người. Chỉ tiếc. Chỉ là một bình hoa, không thể mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích nào. Loại nữ nhân này, nếu hắn muốn chơi đùa, trong giới giải trí lắc một cái là có một bó to tình nguyện đưa tới cửa, có đếm cũng đếm không hết. Loại ánh mắt này Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm làm sao lại có thể xem không hiểu, giận đến thiếu chút nữa động thủ tại chỗ. Cuối cùng vẫn là bởi vì kiêng kỵ muội muội, cố kiềm nén lại. Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Ôn nhu mở miệng an ủi, Oản Oản, chớ vì loại người cặn bã như vậy mà thương tâm, ca ca nhất định sẽ đem Diệp ra đoạt lại. Đến lúc đó em muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Diệp Oản Oản, đừng quan tâm, em đã sớm nói, đối với Cố Việt Trạch không có bất kỳ vương vấn gì. Chương 939, muốn gả cho ai? Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng đã giải thích qua không biết bao nhiêu lần. Tại sao tất cả mọi người đều cho là nàng không thể quên được Cố Việt Trạch? Nếu không phải là người này thỉnh thoảng xuất hiện một lần, nàng ngay cả người này là ai, e rằng cũng sắp quên luôn có được hay không? Biểu tình của Diệp Mộ Phàm rõ ràng là rất hoài nghi, năm đó nàng đòi sống đòi chết mê luyến Cố Việt Trạch, chính hắn đều đã thấy vô cùng rõ ràng.
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, thực sự, ánh mắt của em không có thấp như vậy. Diệp Mộ Phàm nghe vậy hỏi, vậy em nói cho anh nghe một chút, tương lai em muốn gả cho tuýp đàn ông như thế nào? Diệp Oản Oản bày ra ngữ khí chuyện đương nhiên là muốn gả cho bạn trai em rồi. Diệp Mộ Phàm giận đến trợn mắt nhìn nàng một cái, em có thể có chút lý tưởng hay không? Có thể yêu cầu cao hơn một chút hay không? Nói một chút người đàn ông trong lý tưởng của em là dạng gì đấy? Vô luận là em muốn cái dạng gì, sau này ca ca đều có thể giúp em giải quyết. À, mẫu người lý tưởng của em sao? Diệp Oản Oản làm ra dáng vẻ ngưng thần suy tư. Diệp Mộ Phàm gật đầu, đúng, vô luận là ai cũng được. Lời này ngược lại cũng không phải khoác lác, nếu như hắn đoạt lại Diệp gia, với điều kiện của em gái hắn, muốn chọn công tử thiếu gia nhà nào mà chẳng được. Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của Diệp Mộ Phàm, mở miệng trả lời, ồ. Vậy, Tư Dạ Hàn đi. Diệp Mộ Phàm. Ách. Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến khóe miệng co giật, thật lâu đều nghẹn ngào không nói nên lời. Diệp Oản Oản nhíu mày, làm sao lại có loại biểu tình này? Diệp Mộ Phàm nuốt nước miếng, vỗ bả vai em gái nhà mình, đầy thành khẩn mở miệng, em gái à, ca ca cảm thấy, lý tưởng và nằm mơ là hai chuyện khác nhau, em phải phân biệt một chút. Về nhà sớm tắm rửa một cái rồi ngủ đi thôi, nha. Diệp Oản Oản. Trước khi đi trở về, Diệp Oản Oản trước tiên ghé chợ một chuyến. Vốn là chỉ định thuận đường mua cho Đường Đường mấy món đồ và quần áo sạch, kết quả, không cẩn thận liền mua rất nhiều bàn chải đánh răng, ly chén, đến quần áo ngủ và đồ chơi, rồi đến ga trải giường trong phòng, rèm cửa sổ, chỉ cần là đồ vật đáng yêu, cũng không nhịn được đều mua sạch. Cuối cùng đồ vật mang không hết, còn lại rất nhiều món đành phải để lại địa chỉ tại quầy tổng hợp để bọn họ chuyển tới nhà mình. Hồng Hoa Tiểu Lâu. Nhóm 5 người lính đánh thuê đang nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng. Trên ghế salon ở đối diện, Nhiếp Đường Tiêu thần sắc lạnh giá ngồi ở chỗ đó, trên tay nhỏ cầm một xấp tài liệu, quanh thân tản ra khí chàng đáng sợ hoàn toàn không hợp với tuổi tác của hắn. Thật đáng tiếc, tư chất 5 người các ngươi, không có lấy một người đạt đủ tiêu chuẩn. Mấy người đứng ở nơi đó, một chữ cũng không dám nói nhiều. Tư liệu trong tay tiểu nãi oa ở phía đối diện, ghi chép lại lịch của mỗi người trong 5 người bọn họ, kỹ năng am hiểu, thậm chí là mỗi một nhiệm vụ được nhận sau khi gia nhập đoàn lính đánh thuê. Những thứ này là tài liệu cơ mật tổ chức tình báo đỉnh cấp thế giới cũng không lấy được. Vẻ mặt tất cả 5 người đều đầy lo lắng, một khi hết nhận được sự che chở của chủ nhân, bọn họ lại sẽ trở lại kiếp sống bị đuổi giết. Chúng tôi biết không có tư cách lưu lại ở bên cạnh chủ nhân. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Tôi cũng vậy. Nhiếp Đường Tiêu đem một quyển sổ bìa đen đẩy tới trước mặt bọn họ, đây là kế hoạch huấn luyện của các ngươi, nếu như trong vòng 3 tháng vẫn như cũ không có cách nào để cho ta hài lòng, sẽ có những người khác đến thay thế vị trí của các ngươi. 5 người vội vàng đem quyển sổ bìa đen kia cầm lấy, kết quả mới vừa nhìn xuống, thiếu chút nữa ngất đi. Sau khi thấy rõ 4 chữ mạ vàng ở trên quyển sổ, con người của gã béo cũng sắp rớt ra ngoài, miệng nó. Tôi còn miệng nó thấy được cái gì? Chương 940, chủ nhân, cứu mạng. À, Xích Diễm học viện là cái gì? Kiều Kiều nhìn chằm chằm mấy chữ đậm thiếp vàng ở trang bìa, không hiểu mà lầu bầu. Khương lão sắc mặt ngưng trọng mà trầm ngâm, Kiều Kiều, người tuổi còn nhỏ, có khả năng không quá rõ ràng. Nếu như ta nhớ không lầm, Xích Diễm học viện là một trong tam đại đỉnh cấp học viện đào tạo lính đánh thuê. Đường Long chính là từ nơi đó đi ra, lính đánh thuê có thể thông qua huấn luyện ma quỷ của Xích Diễm. Tất cả đều có thực lực cấp A trở lên. Tống Cường nuốt nước miếng một cái, ặc, nói đùa sao, 3 tháng, làm sao có thể hoàn thành. Trên ghế salon, Nhiếp Đường Tiêu mặt không thay đổi mà mở miệng, đây cũng không phải là huấn luyện cuối cùng, chỉ là sơ cấp mà thôi. Đường Bân mặt đầy kinh hoàng, sơ cấp cũng đã rất đáng sợ rồi. Với trình độ 5 người bọn họ, e là khảo hạch nhập học cũng đều không nhất định có thể thông qua. Trong vòng 3 tháng phải thông qua được trình độ sơ cấp, đây quả thực là muốn giết người nha. Lúc này, nơi cửa có một loạt tiếng bước chân truyền tới. Tôi đã trở về, làm phiền giúp tôi cầm bớt đồ đạc nào. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở về rồi, 5 người quả thực là y hệt như nhìn thấy thiên sứ, vội chạy tới chỗ chủ nhân của mình y như những con chim nhỏ, hỗ trợ mang đồ, xách dép, ngay cả trái cây cũng cầm hộ cho nàng. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Chủ nhân cực khổ. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Diệp Oản Oản bị mấy người kia làm cho mê mang,
hôm nay làm sao mà lại đột nhiên nhiệt tình như vậy? Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức hỏi tình huống của Nhiếp Đường Tiêu, Đường Đường hôm nay ở nhà có khỏe không? Ở một mình có sợ hãi hay không quen gì không? Năm người quỷ dị trầm mặc 3 giây, sau đó đồng loạt lắc đầu, không có. Không có. Thực sự, Diệp Oản Oản không quá yên lòng hỏi. Năm người gật đầu liên tục, thực mà, chính xác 100%. Sợ hãi cùng không quen, là mấy người bọn hắn mới đúng nha, oa oa oa. Diệp Oản Oản đổi dép, hướng về phòng khách đi tới. Đường Đường, mẹ đã trở về. Cậu bé lập tức thả đồ trong tay xuống hướng về Diệp Oản Oản đi tới, đứng ở trước mặt nàng ngước đầu nhỏ lên, trong đôi mắt giống như có ngôi sao đang lấp lánh, mẹ. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt tiểu nãi oa đáng yêu làm tân can mềm nhũn, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, Đường Đường hôm nay ở nhà có ngoan hay không? Cậu bé giống như một động vật nhỏ lông xù, híp mắt cọ sát bàn tay ấm áp của mẹ, dùng sức gật đầu một cái, có ạ. Diệp Oản Oản rõ ràng cảm giác được, cậu bé ngày hôm qua thật ra vẫn còn có chút không quen, nhưng hôm nay đối với nàng đã thân mật hơn không ít, phát hiện như vậy nhất thời khiến trong lòng nàng càng thêm mềm đi. Quả nhiên là bởi vì huyết mạch thân tình mà. À, không đúng. Nàng tại sao lại quên, nàng căn bản cũng không phải là mẹ ruột của người ta có được hay không. Nơi cửa, nhóm 5 người nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa ở trước mặt Diệp Oản Oản nhu thuận giống như là tiểu bạch thỏ một dạng. Thật xin lỗi nha, mẹ trở về muộn. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt xéo qua nhìn thấy trên bàn trà có quyển sổ màu đen viết mấy chữ, Xích Diễm Học Viện, thuận miệng hỏi, đây là cái gì? Tiểu nãi hoa trả lời, là bài tập ở nhà của con. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ô, là bài tập à? Đường Đường thật chăm chỉ, có muốn mẹ dạy con không? Tiểu nãi hoa nhìn về phía 5 người ở cửa mở miệng, không cần đâu mẹ, mẹ làm việc đã rất mệt mỏi, các ca ca tỷ tỷ sẽ dạy cho con đấy. Diệp Oản Oản nhất thời cảm động không thôi, được, Đường Đường thật hòa đồng. Nhóm 5 người đầy đau khổ. Chủ nhân, cứu mạng a! Bất đắc dĩ, chủ nhân nhà mình hoàn toàn không hề nghe được bọn họ kêu gọi, đã dẫn tiểu bạch thỏ lên lầu. Đường Đường, qua đây, mẹ mua cho con rất nhiều quần áo ngủ đặc biệt đáng yêu, mẹ dẫn con đi xem thử một chút có thích hay không. Dạ thích ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 941, toàn bộ đều phun ra. Diệp Oản Oản ở chợ thấy được rất nhiều bộ quần áo ngủ thiếu nhi đáng yêu, cứ hết bộ này tới bộ khác mua không dừng, một hơi mua rất nhiều bộ. Diệp Oản Oản lấy ra từng bộ một, bày ra tại trên giường ngủ. Có bộ in hình Doraemon màu xanh da trời, có bộ in hình mèo Kitty màu hồng, còn có kiểu dáng gấu Teddy nữa, bộ nào cũng đều vô cùng đáng yêu. Nghĩ đến vẻ khả ái của những thứ quần áo này mặc ở trên người Đường Đường, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa muốn đem cả cái chợ về nhà. Rõ ràng là một cậu bé khả ái như thế, cả ngày đều mặc tiểu Âu phục, cũng quá không phù hợp với lứa tuổi rồi. Cái này đẹp mắt, à, cái này cũng đáng yêu, mặc cái nào thì được hơn nhỉ? Diệp Oản Oản quấn quýt lựa chọn đồ cho cậu, con trai, nhỏ. Cậu bé mở miệng, con có thể mỗi ngày mặc một bộ cho mẹ ngắm. Diệp Oản Oản vốn đang sợ là mình tự tiện chủ trương, cậu nhóc sẽ không thích, nghe được lời này nhất thời cảm động đến không nói nên lời. Cuối cùng, Diệp Oản Oản chọn một bộ quần áo ngủ hình con hổ có lông mao lún phún, ở trên mũ vẽ ra đồ án hình chữ, vương, oang, đỉnh đầu còn có lỗ tai, nhìn qua khỏi phải nói, cực kỳ đáng yêu. Trước mặc cái này đi. Vâng. Có muốn mẹ giúp con tắm rửa hay không? Diệp Oản Oản hỏi. Cậu bé hai gò má ửng đỏ mà ôm lấy quần áo, con tự có thể. Diệp Oản Oản cười một tiếng, được rồi. Sau khi Đường Đường đi tắm, Diệp Oản Oản liền đi ra ngoài, đến cửa phòng khách. Mới vừa đi ra khỏi cửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái, là thanh âm nhắc nhở của WeChat. Diệp Oản Oản tiện tay mở WeChat ra nhìn một cái. Khi thấy rõ là ai nhắn WeChat cho nàng, nhất thời bỗng vô thức nhíu chặt lông mày. Nhiếp Vô Danh, hữu danh muội muội, khẩn cấp kêu gọi, khẩn cấp kêu gọi. Vạn vạn không ngờ tới, Nhiếp Vô Danh tự nguyện rời nhóm lại còn giả chết, lại có thể sẽ chủ động tìm nàng. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, chậm rãi đưa ngón tay ra điểm hai cái. Cùng lúc đó, dưới lầu, trong sân, ở một góc khuất nào đó. Thần hư đạo nhân, hữu danh lão bản phản hồi hay không? Có nhắn lại hay chưa? Nhất Chi Hoa, tại sao còn không nhắn lại vậy trời? Tiểu Điềm Điềm, có phải là không thấy hay không?
Nhiếp Vô Danh, tôi gửi lại một lần nữa thử xem. Năm cái đầu ghé vào điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh ở trước mặt, chỉ thấy Nhiếp Vô Danh lại gửi một tin nhắn qua. Sau đó, năm người liền thấy ở phía trước tin nhắn thứ hai hiện ra một dấu chấm than. Màu đỏ sậm, sau đó là một dòng chữ thông báo của hệ thống. Đối phương bật chức năng lọc tin nhắn từ người lạ, bạn vẫn chưa kết bạn với người này. Xin hãy trước tiên gửi yêu cầu kết bạn cho họ, sau khi được chấp thuận, mới có thể sử dụng chức năng chat riêng. Nhiếp Vô Danh. Nhất Chi Hoa ho nhẹ một tiếng, ây, đội trưởng, anh thật giống như là bị hủy kết bạn rồi. Nhiếp Vô Danh liếc hắn một cái, im miệng, lão tử cần ngươi nói à. Thấy đội trưởng tức giận, thần hư đạo nhân lập tức châm dầu vào lửa, đội trưởng, đều do con quỷ cái giả chết chết tiệt, nếu không phải là hắn trước khi rời nhóm còn đem phong bì của Hữu Danh lão bản lĩnh đi, Hữu Danh lão bản làm sao lại sẽ tức giận như vậy. Nhiếp Vô Danh trên trán nổi lên gân xanh, mấy người các ngươi, còn không đem tiền trong tay tất cả đều phun ra cho tôi. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân chăm miệng một lời, đội trưởng, tôi không có tiền mà. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng, bớt làm bộ, các cậu đều bán đứng tôi, còn dám nói không có tiền. Tất cả đều phun ra ngoài cho tôi. Phát hồng bao cho Hữu Danh muội muội nhanh, nhanh, tôi cho các cậu 3 giây thời gian, ai con mẹ nó không đem tiền toàn bộ phun ra, vậy hãy cùng tôi đi vào trong rừng cây nhỏ luyện võ một chút. Gào, tôi không đi. Dưới dâm uy của đội trưởng, ba người không có biện pháp nào, chỉ có thể nhịn đau thay phiên đi phát hồng bao cho Diệp Oản Oản. Điện thoại di động của Băng Sơn Nam lại trực tiếp bị Nhiếp Vô Danh đoạt lại. Chương 942, có phải là nhận sai hoa rồi không? Trên lầu, Diệp Oản Oản đang ngâm nga bài hát trở về phòng ngủ, điện thoại di động lại liên tục tách 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 mà vang lên. Diệp Oản Oản tiện tay mở ra nhìn một cái, chỉ thấy, trừ Nhiếp Vô Danh bị nàng hủy kết bạn ra, bốn người khác đều thay phiên phát bao tiền lì xì cho nàng, trên mỗi bao tiền lì xì đều có viết chữ. Thần hư đạo nhân mặt mếu, bao tiền lì xì, Hữu Danh lão bản. Nhất Chi Hoa mặt mếu, bao tiền lì xì, xinh đẹp như hoa. Ái Tân Giác La, Tiểu Điềm Điềm mặt mếu, bao tiền lì xì, đẹp 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 đẹp. Ma Quỷ mặt mếu, bao tiền lì xì tịnh. Diệp Oản Oản. Cái khẩu hiệu xấu hổ này. Nàng quả thật là cũng không muốn nhận. Diệp Oản Oản sau khi nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng mới đem bao lì xì lĩnh cho rồi. Ma Quỷ, Hữu Danh muội, cô rốt cuộc cũng để ý đến tôi rồi. Hữu Danh muội, tôi bị oan. Lần này tiểu ma đầu chính là tự mình đột nhiên chạy tới, tôi hoàn toàn không biết rõ tình hình, chính tôi cũng bị dọa sợ hết hồn. Sau đó tôi ngược lại thật muốn trước thời hạn báo cho cô biết, nhưng tiểu ma đầu hắn lại nhìn chòng chọc tôi không để cho tôi nói, bảo là muốn cho cô một cái kinh hỉ. Ta nào có thể còn biện pháp gì, tôi cũng rất tuyệt vọng à nha. Diệp Oản Oản nhìn thấy Băng Sơn Nam nhắn tin, đảo mắt thấy nhiều chữ như vậy, liền đoán được, người đang cầm điện thoại di động của Băng Sơn Nam chắc chắn là Nhiếp Vô Danh. Ha ha, kinh hỉ. Thật con miệng nó là kinh hỉ thật là lớn. Ma Quỷ, Hữu Danh muội, hiện tại tình huống thế nào? Cô gặp tiểu ma đầu nhà ta rồi sao, nhận nhau chưa, hắn có tin tưởng hay không, sẽ không quậy tung trời chứ? Tôi bây giờ đang ở dưới lầu nhà cô, thuận lợi nói chuyện không? Nhiếp Vô Danh thật nhanh gửi hàng loạt câu hỏi sang cho nàng. Diệp Oản Oản vốn là trong lòng vẫn còn tức giận, vừa nghĩ tới Đường Đường, mới mềm lòng, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại sang. Diệp Oản Oản, alo. Nhiếp Vô Danh, ho khan, uy, Hữu Danh muội. Diệp Oản Oản, các người vào trong nói chuyện. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng, không cần, không cần, không cần đâu, tôi không vào, tôi tìm hiểu một chút tình huống tiểu tổ tông nhà tôi liền đi. Bọn họ e sợ phải gặp Đường Đường, khiến cho Diệp Oản Oản nghe xong không còn gì để nói. Tại sao ư? Đầu kia điện thoại di động, Nhiếp Vô Danh thở dài, ngữ khí áy náy mà mở miệng, Hữu Danh muội, tôi có lỗi với cô, tôi thật không phải là có ý định lừa bịp cô. Tôi biết tiểu ma đầu nhà tôi thực sự rất khó nuôi, tính tình quái gở lại không thích vui đùa, còn ngày ngày bày ra cái khuôn mặt nhỏ nhưng đáng sợ như rắn độc, còn nhỏ tuổi đã bị bệnh thích sạch sẽ, ai cũng không cho đụng, kén ăn muốn chết. Ta nói, gà không phải là gà rừng không ăn, nếu không là phải hầm thật mềm, không phải là nước cất không uống. Vị tổ tông này so với phục vụ Phượng Hoàng còn khó hơn. Cơm ăn một bữa kén một bữa, xe ngồi một cái kén một cái, ở khách sạn còn phải xem phong thủy. Ngủ một giấc còn phải chọn hướng giường. Cô không biết lúc trước hắn ra ngoài, chúng tôi ngay cả từng cái gối một trên giường cũng phải cùng nhau sắp xếp thật cẩn thận.
Nhiếp Vô Danh thao thao bất tuyệt nói đến lịch sử huyết lệ của hắn. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Oản Oản nghe được mà cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Tiểu nãi oa trong miệng Nhiếp Vô Danh, cùng với cậu bé mà nàng gặp, thực sự là cùng một người sao? Nàng sợ không phải, là nhận sai oa rồi không? Diệp Oản Oản chân mày càng nhíu càng chặt, chờ một chút, Nhiếp đội trưởng, người trong miệng ngươi hình dung, làm sao lại so với người tôi nhìn thấy hoàn toàn khác nhau? Nhiếp Vô Danh, không giống nhau, có ý gì? Diệp Oản Oản ngữ khí ngưng trọng mở miệng, Nhiếp đội trưởng, có khả năng, tôi nhận sai oa rồi. Điện thoại di động đầu kia, Nhiếp Vô Danh sững sờ, sau đó kinh hãi, cô nói cái gì? Làm sao có thể, làm sao lại sẽ nhận sai oa hả trời? Diệp Oản Oản nhức đầu nhéo mi tâm một cái, nhưng những thứ anh vừa nói với tôi, không có lấy một cái nào khớp cả. Tóm lại, anh mau nhanh qua đây xác nhận một chút đi. Chương 943, quả thực là một tiểu thiên sứ. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, vào lúc này Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn bối rối. Hắn vốn suy nghĩ là bên cạnh tiểu ma đầu có người trong nhà đi theo, cho nên khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng ngờ đâu sau khi hắn đến, không chỉ đuổi hắn đi, mà ngay cả hai hộ vệ trong gia tộc cũng không cho lưu lại. Cho nên hắn mới lấy hết can đảm, mau chóng đuổi qua để xác nhận tình huống cháu của mình. Nếu không bên này không có lấy một người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn thực sự có 9 cái mạng cũng không đủ cho thái hậu nhà hắn làm thịt. Hiện tại Diệp Oản Oản đột nhiên nói cho hắn biết, nàng nhận lầm người, tâm tình Nhiếp Vô Danh, có thể tưởng tượng được. Nhiếp Vô Danh cố để cho mình tỉnh táo lại, tóm lại, không phải. Cô nói cô có khả năng nhận lầm, vậy người cô thấy là dạng gì? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tôi thấy được, à, cho nó ăn gì liền ăn nấy. Cho nó mặc gì liền mặc nấy, cho hắn ngủ nơi nào liền ngủ nơi đấy. Hoàn toàn không hề để tôi phải bận tâm, nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp lại thân thiết, quấn quýt bên người, miệng lại ngọt, quả thật chính là một tiểu thiên sứ. Nhiếp Vô Danh hoàn toàn tuyệt vọng, xong đời, nhận lầm rồi. Nhất Chi Hoa, nhận lầm rồi. Ngoại quốc rời gạch hữu, nhận lầm rồi. Thần Hư Đạo Nhân, hoàn toàn không khớp chút nào. Băng Sơn Nam. Sáu người hoàn toàn đã là sáu khuôn mặt mộng bức. Đi thôi, đi xem một chút là biết ngay. Diệp Oản Oản cũng không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ, vội vàng dẫn năm người cùng nhau đi vào trong nhà. Ngắn ngủi khoảng cách mấy bước chân, năm người giống như là cùng đi ở trên cầu Nại Hà, đã đi xong hết cây cầu, thì sẽ phải xuống thẳng địa ngục. Lại có thể đem tiểu ma đầu để lạc mất rồi, cái mạng nhỏ này còn có thể giữ được sao? Đường Đường mới vừa rồi còn đang tắm đấy. Tôi mua cho nó quần áo ngủ mới, nó rất thích, nói muốn mặc cho tôi xem nữa kia mà. Vào lúc này hẳn là đã tắm xong. Diệp Oản Oản vừa đi vừa kể lại tình huống của Đường Đường, một bên vừa dẫn theo 5 người xuyên qua vườn hoa hồng nhỏ đi về phía phòng khách. Nhiếp Vô Danh sống lưng thẳng tắp, Nhất Chi Hoa hai tay che mắt, chỉ dám lộ ra một khe hở, Thần Hư Đạo Nhân trong cơn kinh hoàng, đều đã làm đến động tác lạy Chúa Giê-xu. Đội trưởng, thật giống như đang ở trong phòng khách. Nhất Chi Hoa kêu một tiếng. Năm người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về phía cửa sổ trụng đầu lại, từ ngoài vườn hoa nhìn vào trong phòng khách. Nhất là Nhiếp Vô Danh, thân hình kia mau đến mức Diệp Oản Oản chỉ thấy trước mắt là một cái bóng xẹt qua. Trong chớp mắt, Diệp Oản Oản còn chưa kịp phản ứng lại, chớp mắt xong, cả người tên kia đã nằm sấp sát cửa sổ tầng trệt rồi. Nhất Chi Hoa cùng đạo sĩ bọn họ cũng, vèo, 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 mấy giây tiếp theo này. Giống như một lũ thằn lằn trườn nhanh sang, nằm sấp tới. Có thân thủ thế này, mà lại không thể dùng ở trên chính sự sao? Diệp Oản Oản khóe miệng khẽ có giựt một cái, rất nhanh cũng đi theo. Nhiếp Vô Danh, đâu, đâu, ở đâu đó? Nhất Chi Hoa, đội trưởng, trên ghế salon đó, đó, là, không phải. Nhiếp Vô Danh, nơi nào, ách. Nhiếp Vô Danh vừa nói vừa đảo mắt. Sau khi tìm thấy mục tiêu, bỗng nghẹn ngào. Âm thanh của Nhất Chi Hoa cùng đám người thần hư cũng tiêu tan trong gió đêm vào giây tiếp theo. Chỉ thấy, tiểu ma đầu nhà bọn họ đang khéo léo ngồi ở trên ghế salon phòng khách, trên người mặc một bộ quần áo ngủ hình con hổ lông xù theo kiểu hoạt hình, màu ngà sữa. Quần áo ngủ có kiểu dáng tiểu lão hổ, phía sau mông có một cái đuôi hổ, đỉnh đầu là hai lỗ tai nhỏ đáng yêu, trung ương là chữ vương, màu đỏ hung. Nhiếp Vô Danh. Ta là ai? Nhất Chi Hoa, ta đang ở đâu? Thần Hư Đạo Nhân, ta đang làm gì?
Ngoại quốc rời gạch, nhất định là phương thức mở mắt của ta có vấn đề. Băng Sơn Nam. Chương 944, vốn chính là bộ dáng này. Vào giờ phút này, trong đầu năm người Nhiếp Vô Danh như có một vạn con tiểu lão hổ đang lao nhanh qua. Thấy Nhiếp Vô Danh bọn họ có biểu tình quỷ dị, Diệp Oản Oản lo âu đi tới, alo, mấy người các ngươi, đây là biểu tình gì? Rốt cuộc có phải là nhận sai rồi hay không? Nhóm năm người còn đang trong trạng thái sợ hãi tột cùng, không cách nào bình tĩnh. Các ngươi mau nói gì đi, Diệp Oản Oản gấp đến độ không chờ được. Nhiếp Vô Danh vừa ngắm cậu bé trong phòng khách một cái, sau đó lập tức bị vẻ đáng yêu kia đốn tim, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, cực kỳ chật vật mở miệng, Hữu Danh muội, cô rốt cuộc là làm cái gì đối với tiểu ma đầu nhà tôi? Nó làm sao lại biến thành như vậy? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tỏ vẻ vô tội, hì. Tôi chẳng hề làm gì cả, cậu nhóc vốn chính là bộ dáng này nha. Nhiếp Vô Danh. Cũng không cần biết Nhiếp Vô Danh mấy người bọn hắn vì sao lại tỏ vẻ kỳ quái như thế, cũng may Diệp Oản Oản rốt cuộc có thể xác định, chắc là không nhận lầm người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho nên, tôi là không có nhận lầm người đúng không? May thật, tôi thiếu chút nữa bị mấy người hù chết. Nhiếp Vô Danh, rốt cuộc là ai thiếu chút nữa bị hù chết? Vào trong ngồi chơi một chút đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt lảng tránh, không không không, không cần rồi, xác định không có nhận lầm người là được. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, người cũng đã tới, cũng không đi gặp mặt, anh rốt cuộc có phải là cậu ruột hay không vậy? Lúc này, Nhất Chi Hoa ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, chờ một chút, thật không có nhận lầm. Thần hư đạo nhân ho nhẹ một tiếng, tôi cảm thấy. Nên yêu cầu xác nhận ADN đi, đội trưởng. Ngoại quốc rời gạch, tôi cũng thấy vậy. Băng Sơn Nam. Mấy người đang xoắn hết cả lên, bỗng bên tai đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó rào một tiếng, cửa sổ tầng trệt bị kéo ra. Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu cũng không biết từ lúc nào đã phát hiện ra bọn họ, giờ phút này đã đi tới. Gào, miệng nó. Tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện, đám người Nhiếp Vô Danh quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, nhảy dựng một cái cao ba thước, sau đó, dẹt dẹt dẹt. Động tác vô cùng tề chỉnh, tất cả đều trốn sau lưng của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dòm mấy người tránh ở phía sau mình, khóe miệng bỗng kéo ngang ra. Ánh mắt Nhiếp Đường Tiêu chỉ nhìn lướt qua phía sau lưng Diệp Oản Oản liền thu hồi lại, rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, cái đầu nhỏ vẫn ngước lên như trước đó, nhõng nhẽo mà xít tới gần, mẹ. Khi Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường sau khi thay quần áo ngủ, nhất thời bị vẻ đáng yêu kia dụ hoặc mặt ửng lên, không nhịn được ngồi chồm hổm xuống. Một tay đem cậu bé nhào nặn ở trong ngực, gào, bảo bối, con thật là quá đáng yêu. Nhóm năm người trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản lại dám ôm lấy tiểu ma đầu nhào nặn. Cậu bé mấp máy môi, có chút khẩn trương hỏi, mẹ, có thích không? Diệp Oản Oản làm sao có thể không thích, nàng đều hận đứa bé này không thể là do chính nàng sinh rồi. Mẹ dĩ nhiên thích, thích nhất Đường Đường rồi. Diệp Oản Oản sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, ở trên gò má bụ bẫm đáng yêu của hắn hôn một cái. Tiểu nãi hoa thần sắc ngẩn ra, đưa tay ra sờ sờ chỗ mặt bị hôn qua, đáy mắt tựa như ngôi sao sáng chói, Đường Đường cũng thích mẹ nhất. Nhóm năm người thần kinh đã như muốn thác loạn. À, đúng rồi, Đường Đường, cậu con bọn họ đến để thăm con. Diệp Oản Oản cuối cùng mới nhớ tới năm người bị lãng quên. Mà giờ khắc này biểu tình của nhóm Nhiếp Vô Danh còn kinh sợ hơn cả lúc nãy. Thấy Nhiếp Vô Danh cứ đứng ở đó y chang như kẻ ngốc. Diệp Oản Oản âm thầm ở trên bắp chân của Nhiếp Vô Danh đạp một cước, hạ thấp giọng nhắc nhở, này, nói chuyện đi. Chương 945, mẹ rất tốt. Nhiếp Vô Danh nuốt nước miếng cái ực, vô cùng giật mình nhìn chằm chằm tiểu thiên sứ trước mắt nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp lại thân thiết, quấn người miệng lại ngọt. Tôi, tổ tông à, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Nhiếp Đường Tiêu mặc quần áo ngủ tiểu hổ hoạt hình lông xù, nắm vạt áo của mẹ, mặt không thay đổi mà mở miệng, con vốn chính là bộ dáng này, có vấn đề gì hả cậu? Nhiếp Vô Danh. What? Nhiếp Vô Danh cảm giác mình cũng sắp bị chơi đùa đến chết rồi, không phải nha, làm sao có thể, ngươi rõ ràng. Nhiếp Vô Danh lời còn chưa dứt, đã bị ngắt lời. Nhất Chi Hoa, đúng. Thần hư đạo nhân, không sai. Ngoại quốc rời gạch, vốn chính là bộ dáng này. Nhất Chi Hoa, một mực đều nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện. Thần hư đạo nhân, vừa ấm lại thân thiết,
quấn người miệng lại ngọt. Ngoại quốc rời gạch, là tiểu thiên sứ. Băng Sơn Nam, Nhiếp Vô Danh, mịa, mấy cái thằng nhóc con này, lại bán hắn. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời mặt đầy vẻ kiêu ngạo, tôi đã nói rồi. Đường Đường vốn chính là tiểu thiên sứ nha. Nhiếp Đường Tiêu ở một bên nghe vậy, con người đen nhánh trong suốt, không dễ dàng phát giác sáng lên một cái. Trong phòng khách, Nhiếp Đường Tiêu ngồi ở trên ghế salon, nhóm 5 người Nhiếp Vô Danh chen chúc ở phía đối diện, đoan đoan chính chính ngồi thành một hàng. Diệp Oản Oản nhìn về phía cậu bé, ôn nhu mở miệng, bảo bối à, con cùng cậu và mấy vị thúc thúc trò chuyện, mẹ đi châm trà nha. Vâng thưa mẹ, tiểu nãi oa nhu thuận gật đầu, thời điểm gật đầu lỗ tai nhỏ trên cái mũ dao động theo một cái, đáng yêu đến mức 5 tên đối diện đều có chút không chịu nổi. Diệp Oản Oản nói xong liền đi xuống phòng bếp lấy trái cây cùng thức uống. Nàng cố ý tránh, cũng là muốn để cho hai cậu cháu bọn họ có thể nói chuyện riêng với nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản mới vừa quay người lại rời đi, sau lưng 5 người đều đồng loạt hướng về bóng lưng của nàng đưa dài tay ra. Chớ có đi mà. Quả nhiên, Diệp Oản Oản vừa rời đi, trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù Nhiếp Đường Tiêu vào lúc này vẫn là ăn mặc ngốc manh lại vừa đáng yêu, nhưng thời điểm ngay khi Diệp Oản Oản vừa đi khuất khỏi tầm mắt, cậu bé lại làm cho người ta có cảm giác thay đổi trong nháy mắt. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc thử thăm dò mở miệng, bảo bối à, con hai ngày nay có khỏe không? Cảm thấy mẹ con như thế nào? Nhiếp Vô Danh khó tránh khỏi thấp thỏm, cũng không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc có bị lộ hay không. Nhiếp Đường Tiêu thản nhiên mà hướng về người cậu đối diện nhìn một cái, mở miệng nói, xin chú ý cách chọn lời. Nhiếp Vô Danh sống lưng run lên, trong nháy mắt đổi lời nói, ồ nha. Đường Đường tiểu thiếu gia, người hai ngày nay có khỏe không? Cảm thấy mẹ ngươi như thế nào? Nhất Chi Hoa đồng tình mà nhìn đội trưởng nhà mình một cái, lá gan đội trưởng cũng quá lớn rồi, lại dám gọi nhân ra người ta là bảo bối. Thần Hư đạo nhân cùng Tiểu Điềm Điềm ở bên cạnh liếc nhau một cái. Quả nhiên tiểu ma đầu vẫn là tiểu ma đầu, không sai. Nhiếp Đường Tiêu, mẹ rất tốt. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, thực sự là ngoài ý liệu, hiếm khi thấy tiểu quỷ độc mồm độc miệng, kén cá chọn canh nhà mình, lại có thể đối với một người nói ra đánh giá, rất tốt, như vậy. Thật ra chỉ từ những thứ mới vừa rồi liền có thể nhìn ra, tiểu ma đầu thực sự rất yêu thích Diệp Oản Oản. Hắn nghĩ làm sao cũng không hiểu được, chính hắn tùy tiện tìm một người để giả mạo. Lại có thể ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của tiểu ma đầu. Cho nên, hắn đây cũng có thể được cho là tạm thời giải trừ nguy cơ, đúng không? Bất quá, còn có một chuyện rất trọng yếu. Nhiếp Vô Danh cân nhắc chọn lời một chút, lại vội vàng hỏi, vậy, ngươi đã gặp ba của ngươi hay chưa? Chương 946, mẹ ở nơi nào, ta liền ở đó. Theo lý thuyết, sau khi tiểu ma đầu gặp mẹ, chuyện thứ nhất nhất định là hỏi ba hắn ở nơi nào mới đúng. Cho nên Nhiếp Vô Danh không khỏi lo lắng Diệp Oản Oản bên này khó mà diễn tròn vai được. Nhiếp Đường Tiêu, không có. Nhiếp Vô Danh kinh ngạc, ngươi không có hỏi mẹ ngươi. Trước đó tiểu ma đầu một mực hỏi bọn hắn ba mẹ ở nơi nào. Mẹ của hắn không tìm được, về phần ba lại càng vướng víu. Bọn họ ngay cả ba hắn là ai cũng không biết, người biết ba hắn ở đâu, chỉ có mẹ hắn thôi. Cho nên, hắn cảm thấy tiểu ma đầu khi gặp được mẹ, nhất định sẽ hỏi ngay mới đúng. Nhiếp Đường Tiêu, khi nào mẹ muốn nói cho ta, đương nhiên sẽ tự nói cho ta biết. Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh quả thật là nghe xong mà lệ rơi đầy mặt, cái này cũng quá mức phân biệt đối xử quá đi mà. Lúc trước đè hắn hỏi liên tục như cuồng phong bão táp, hiện tại đối xử với mẹ lại ôn nhu quan tâm như vậy. Ta chính là anh ruột của mẹ ngươi đấy, ngay cả một chút mặt mũi cũng không thể cấp cho hay sao. Bên cạnh, Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói, đúng đúng đúng. Lão đại làm rất đúng, vạn nhất mẹ ngài cũng không biết ba ngài là ai, tùy tiện đi hỏi như vậy, sẽ rất dễ lúng túng nha. Thần Hư đạo nhân, vẫn là lão đại cân nhắc chu đáo. Ngoại quốc rời gạch, lão đại tài trí hơn người, tài cao học rộng, bày mưu tính kế, vượt xa thiên lý. Băng Sơn Nam. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, cố nén xúc động để khỏi đập cho bọn chúng một trận giải tán nhóm. Một lần nữa nhìn về phía tiểu ma đầu hỏi, vậy, ngươi dự định khi nào trở về nhà? Nhiếp Đường Tiêu nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, trở về. Nhiếp Vô Danh, chết mẹ rồi, nhìn bộ dạng như vậy là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng hoàn toàn không có ý định trở về.
Nhiếp Đường Tiêu hướng về phía phòng bếp nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng, mẹ ở nơi nào, ta liền ở đó. Xong đời. Cái tên tiểu ma đầu này còn không chịu trở về. Vốn là kế hoạch của hắn chẳng qua là để cho hai mẹ con bọn họ gặp mặt nhau, tạm thời trấn an tiểu ma đầu, sau đó mượn cớ nói mẹ hắn tạm thời phải ở lại trong nước, để cho hắn đi về trước. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của tiểu ma đầu, muốn đem tiểu ma đầu dẫn về, chỉ có thể mau nhanh tìm ra cha mẹ ruột của hắn. Tiểu ma đầu bỏ nhà đi lâu như vậy, hắn biết làm sao giao phó với thái hậu nhà hắn đây. Nhiếp Vô Danh quả thật là bể đầu sứt chán. Lúc này, Diệp Oản Oản đã bưng thức uống trở lại rồi. Nhiếp Vô Danh thấy vậy mau chóng xông qua, "Hữu Danh muội, tôi có chuyện nhờ cô." Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy cảnh giác, "Lại có chuyện gì?" Nhiếp Vô Danh xoa xoa tay, "Chớ khẩn trương, tôi chính là muốn làm một tấm kim bài miễn tử." "Kim bài miễn tử là cái quỷ gì?" Diệp Oản Oản không hiểu. "Là thế này, cô có thể giúp tôi chụp cho Đường Đường một tấm ảnh, sau đó gửi cho tôi." Nhiếp Vô Danh thỉnh cầu. Diệp Oản Oản không nói gì, nhìn hắn, chụp hình mà thôi, anh tự đi chụp là được rồi. Nhiếp Vô Danh, tôi không dám. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đã cố nhịn nhưng cũng đành nhìn hắn đầy khinh bỉ, đi tới bên cạnh, đặt khay đổ uống xuống. Sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía cậu bé trên ghế salon, Đường Đường mặc bộ này thật đáng yêu. Mẹ có thể chụp cho con một tấm ảnh được không? Nhiếp Đường Tiêu lập tức hướng về ống kính điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn lại, được, mẹ. Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, chờ một chút nha, mẹ nghĩ thử xem tạo tư thế nào tương đối đáng yêu, đúng rồi, như vậy đi. Diệp Oản Oản trước tiên đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Nhiếp Vô Danh ở một bên, sau đó làm ra tư thế hai tay vòng qua đầu làm hình trái tim, tới đây, làm giống mẹ nào, hướng về phía ống kính làm hình trái tim nha. Chương 947, nhớ muội muội muốn điên rồi. Tiểu tử rất nhanh liền học được, bày ra một bộ dáng đưa tay lên đầu tạo thành hình quả tim vô cùng hoàn mỹ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Diệp Oản Oản vội vàng từ trong tay Nhiếp Vô Danh lấy lại điện thoại di động, kịp thời chụp được bộ dáng khả ái của Đường Đường. Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân, Ngoại Quốc Rời Gạch, Băng Sơn Nam, Sinh Thời. Bọn họ lại có thể còn sống mà thấy được tiểu ma đầu đi bán manh sao? Sao tỏ vẻ kiêu? Sau khi chụp xong, Nhiếp Đường Tiêu mấp máy môi, con người dịu dàng lặng yên hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản đang thưởng thức tấm ảnh đáng yêu của tiểu bảo bối, bỗng chú ý tới tầm mắt của cậu nhóc, ngẩng đầu lên, thế nào, Đường Đường? Cậu bé lắc đầu một cái, không nói gì. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, thử thăm dò mở miệng, a, có muốn cùng chụp với mẹ một tấm hay không? Ánh mắt của tiểu gia hỏa cơ hồ là ngay lập tức phát sáng thêm vài phần. Diệp Oản Oản cười khẽ, đến đây đi. Nói xong liền đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp Vô Danh nói, ca ca, giúp em cùng Đường Đường chụp một bức ảnh chung đi. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, cơ mặt chợt run lên một chút. Diệp Oản Oản thấy vậy lại kêu một tiếng, ca, thế nào? Diệp Oản Oản vừa nói chuyện, một bên lại âm thầm cuống cuồng, có thể chuyên nghiệp một chút được hay không, còn yêu tinh hay đùa giỡn này làm sao lại ngừng đúng thời điểm như vậy chứ hả? Nhiếp Vô Danh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhận lấy điện thoại di động. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, mang theo Đường Đường nhìn về phía ống kính, sau đó hai mẹ con mỗi người đưa ra một cánh tay đưa lên đỉnh đầu, hợp thành một hình trái tim ngay ngắn. Cô gái tựa như vừa mới ở trong một buổi yến hội chính thức về, còn chưa kịp tháo trang sức và thay quần áo. Mặt bộ váy dài màu lam, trên mặt trang điểm khéo léo tinh tế, khí chất ưu nhã lại cao quý. Này, em gái ta làm sao lại có thể có hình tượng trang nhã thục nữ như vậy cơ chứ? Xong chưa, Diệp Oản Oản thúc giục hỏi. Tốt rồi, tốt rồi. Nhiếp Vô Danh thu hồi cảm giác kỳ quái khó hiểu trong lòng, vội vàng canh góc máy chụp ảnh. Nhiếp Vô Danh xác nhận tiểu ma đầu không có việc gì, lại lấy được kim bài miễn tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi Hồng Hoa tiểu lâu, mắt thấy đội trưởng nhà mình cứ lơ đãng bước thẳng, chỉ chút nữa là đâm sầm vào gốc cây trước mặt, biểu tình của bốn người kia đều là một mặt mộng bức. Một giây trước khi đụng vào gốc cây, thân thể của Nhiếp Vô Danh theo bản năng ngừng lại một bước, mới miễn cưỡng tránh được, sờ cằm một cái, ngưng thần suy tư điều gì. Lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng nhà mình lộ ra thần thái có chiều sâu như vậy, biểu tình của mấy người kia đều có chút khó mà hình dung được. Nhất Chi Hoa không nhịn được truy hỏi,
đội trưởng, anh đang nghĩ gì vậy? Nhiếp Vô Danh trầm ngâm, các ngươi nói. Nhất Chi Hoa, nói cái gì? Nhiếp Vô Danh sờ cầm một cái, các ngươi nói, Hữu Danh muội, có khả năng là em gái ta hay không? Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo trưởng nhất thời chố mắt nhìn nhau, sau đó hai người tụm đầu lại, nhỏ giọng thầm thì. Nhất Chi Hoa, Thần Côn, đội trưởng có phải là nhớ muội muội muốn điên rồi hay không? Thần Hư đạo nhân, tôi cũng thấy vậy. Nhất Chi Hoa, anh biết Nhiếp Vô Ưu có lai lịch gì sao? Đệ tử thân truyền duy nhất của lão quái vật Hách Liên Giác, huấn luyện viên trưởng trong truyền thuyết của Xích Diễm học viện, được người ta gọi là địa ngục đại ma vương, huấn luyện viên ma quỷ, hung tàn đến không ai dám hó hé. Anh nói tôi xem Nhiếp Vô Ưu lại có thể mang váy thục nữ đến vậy, lại còn dịu dàng chăm sóc em bé. Thần Hư đạo nhân, Hữu Danh lão bản nếu là em gái của đội trưởng, tôi tình nguyện nuốt 3 cân phân. Nhất Chi Hoa, tôi 30 cân cũng dám nuốt. Ngoại quốc rời gạch, tôi ít một chút đi, 10 cân đã đủ rồi. Băng Sơn Nam. Nhiếp Vô Danh một cước hướng về mấy người đạp tới, im miệng, em gái tôi cũng là rất đáng yêu, rất khả ái đấy. Bốn người, đội trưởng, ngài tỉnh lại một chút. Chương 948, có muốn sinh em bé hay không? Hồng Hoa Tiểu Lâu. Trong phòng ngủ, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường không ngủ được. Đang ôm lấy điện thoại di động nhìn ảnh chụp của Đường Đường. Thực sự là, càng xem càng thấy đáng yêu. Diệp Oản Oản trở mình một cái bỏ dậy, gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. Tổng tài đại nhân, xin hỏi, ngài lúc nào được nghỉ vậy ạ? Lúc đó, Tư Dạ Hàn bên kia đang tham gia một buổi tiệc rượu xã giao. Mấy ngày nay chứ tuân theo Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại phải bảo đảm thời gian ngủ, hắn cơ hồ một khắc cũng không hề ngừng nghỉ. Hành trình ban đầu miễn cưỡng bị cắt lại còn một nửa thời gian. Tư Dạ Hàn đang cùng nói chuyện với mấy vị cao tầng khác, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái. Liếc nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó hắn liền thấy được tin nhắn của Diệp Oản Oản gửi tới. Tư Dạ Hàn gửi lại hai chữ để trả lời, làm sao? Diệp Oản Oản bên kia lập tức nhắn lại, ngài nếu như có thời gian rảnh, chúng ta sinh em bé thôi. Khục, Tư Dạ Hàn đang uống rượu chát trong ly bỗng bị sặc một cái. Hứa Dịch ở bên cạnh vội vàng xít tới, khẩn trương hỏi thăm, chủ nhân, ngài không sao chứ? Ách, còn chưa thấy Tư Dạ Hàn lại công khai thất thố bao giờ, tình huống này là thế nào? Tư Dạ Hàn nhấc tay, tỏ vẻ không có việc gì, sau đó đi tới vườn hoa nhỏ phía sau phòng yến hội, gọi cho Diệp Oản Oản một cuộc điện thoại. Diệp Oản Oản rất nhanh liền nghe điện thoại, ai nha, làm sao mà anh lại gọi tới? Tư Dạ Hàn, em mới rồi, là có ý gì? Diệp Oản Oản lập tức cười ha hả, ha ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn chán thôi. Buồn chán, cho nên liền muốn sinh đứa bé để chơi đùa. Đối với nàng mạch tư duy của nàng, hắn dường như đã, rất quen. Tư Dạ Hàn nơi đáy mắt bỗng lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng dung túng, ngày mai anh sẽ trở lại. À, nhanh như vậy sao? Diệp Oản Oản kinh ngạc bật thốt lên. Tư Dạ Hàn là người nào, đương nhiên vô cùng bén nhạy phát giác ra ngữ khí của Diệp Oản Oản có cái gì đó không đúng, nhanh. Diệp Oản Oản vội vàng nói, ây, không đúng, không đúng, ý tứ của em là, anh không cần gấp như vậy mà, chú ý thân thể, gượng ép quá sức sẽ không tốt. Tư Dạ Hàn, thật sao? Diệp Oản Oản có chút nhức đầu, cái tên này có cần phải bén nhạy như thế? Ngữ khí của nàng hơi có chút sơ hở liền phát hiện ra ngay có cái gì đó sai sai. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng, vốn chính là như thế nha, quan tâm đến anh mà thôi, nếu không còn có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ em còn có thể giấu riêng một nam nhân khác ở nhà, sợ anh đột nhiên trở lại phát hiện ra à? Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác, đúng rồi, chờ lần này anh trở về, vị mục tiên sinh đó cũng muốn tới tập đoàn Tư Thị khảo sát sao? Phương diện lễ nghi này em đã học được không sai biệt lắm. Anh đem tài liệu có liên quan đến mục tiên sinh gửi qua cho em nhé, em làm quen một chút, để chuẩn bị thật tốt. Tư Dạ Hàn, Cũng còn may, Tư Dạ Hàn không tiếp tục gặn hỏi đến cùng. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào chỗ sâu trong bóng đêm, vẻ mặt như đang nghĩ tới điều gì. Oản Oản bên kia, hắn một mực đã âm thầm phái người bảo vệ. Chẳng qua là, những người đó chỉ phụ trách an toàn của nàng, mà không phải là giám thị. Trừ sự tình có liên quan đến an toàn của nàng ra, hắn không yêu cầu bọn họ báo cáo. Hắn chỉ cần biết nàng an toàn là được rồi. Nhưng mới vừa rồi từ giọng nói của Diệp Oản Oản, quả
quả thật có gì đó không đúng lắm. Cho dù chẳng qua là một câu nói nhìn như rất bình thường, hắn lại biết rõ, nàng nhất định là có chuyện gì đó đang lừa gạt hắn. Hồng Hoa Tiểu Lâu. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại liền hối hận, nàng mới vừa rồi trực tiếp nói với Tư Dạ Hàn sự thật là tốt rồi. Tại sao lại không dám mở miệng, vẫn cứ chột dạ như thế? Khiến cho nàng giống như đang lừa gạt hắn đi sinh con riêng ở bên ngoài vậy. Thật là gặp quỷ mà. Chương 949, đề cử cho vị trí cha ruột. Loại cảm giác không dám để cho Tư Dạ Hàn gặp Đường Đường đến từ tiềm thức này, khiến cho Diệp Oản Oản thật sự là có chút nghĩ mãi không thông. Là bởi vì dáng dấp của Đường Đường giống mình đến mấy phần, cho nên nàng mới sợ Tư Dạ Hàn suy nghĩ lung tung sẽ hiểu lầm sao. Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ cho lý do này. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản chuẩn bị đi sang phòng bên nhìn Đường Đường một chút, lo lắng cậu bé ở trong hoàn cảnh xa lạ sẽ ngủ không ngon. Diệp Oản Oản rón rén mở cửa phòng sát vách, kết quả vừa đẩy cửa ra liền ngây ngẩn. Trên giường không có ai. Diệp Oản Oản nhất thời sợ hết hồn, Đường Đường đâu? Trong phòng nhìn một vòng đều không có ai, cuối cùng, rốt cuộc thấy được một thân ảnh nho nhỏ ở trên sân thượng. Chỉ thấy trên người tiểu gia hỏa vẫn như cũ mặc bộ quần áo ngủ dáng kia, đang lẻ loi một mình ngồi ở chỗ đó. Trái tim Diệp Oản Oản không hiểu vì sao bỗng thắt lại. Chẳng lẽ Đường Đường hai buổi tối nay đều ngồi ở chỗ này như vậy hay sao? Đứa bé còn nhỏ như vậy, một thân một mình rời nhà đi, tới một nơi xa lạ, làm sao có thể sẽ quen được đây? Nàng hẳn là nên phát hiện sớm một chút. Đường Đường, làm sao lại ngồi ở chỗ này? Không ngủ được sao? Tiểu tử nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản, biểu tình nhất thời sửng sốt một chút, mẹ. Mẹ ở đây, thế nào? Có phải con ngủ không quen hay không? Lúc Diệp Oản Oản nói chuyện, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy điện thoại di động của Nhiếp Đường Tiêu đặt trên bàn tròn nhỏ trước người, trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm hình, trong hình tựa hồ là một người nam nhân. Còn không đợi Diệp Oản Oản thấy rõ ảnh chụp, màn hình điện thoại di động đã tự động đen lại. Nàng mới vừa rồi chỉ nhìn thấy được ký hiệu trên tấm hình kia là con số 1. Số 1 trên góc trên của ảnh là có ý gì? Chẳng lẽ còn có 2, 3, 4, 5, 6? Đương nhiên, thời khắc này Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không đoán được, đây là danh sách người được đề cử mà Đường Đường hoài nghi là cha ruột của mình. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ nhiều, sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, mẹ ngủ cùng con có được hay không? Cậu bé ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc mở miệng, mẹ, con có thể ngủ một mình, mới vừa rồi, con chỉ là đang suy nghĩ vài thứ mà thôi. Nghe tiểu nãi oa nghiêm trang nói mình đang bận suy nghĩ, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị chọc cười, vậy cũng không được, buổi tối không ngủ sẽ không lớn được đâu đấy. À, một khắc mới vừa kia, vẻ mặt nhỏ nghiêm trang của Đường Đường, thực sự là cực kỳ giống, người nào đó. Rơi ạ, nàng rốt cuộc là đang chột dạ cái gì? Thay vì nói Đường Đường là con tư sinh của nàng, cái này con miệng nó càng giống như là con tư sinh của Tư Dạ Hàn hơn, có được hay không? Diệp Oản Oản trực tiếp nắm bàn tay nhỏ của cậu bé, về lại trong phòng ngủ. Đem cậu bé ôm đến trên giường, sau đó Diệp Oản Oản cũng tự nằm bên cạnh của tiểu gia hỏa, cục cưng, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Cậu bé nằm ở bên cạnh mẹ, tay nhỏ để dọc theo người, đôi mắt to đen lay láy long lanh, nhìn chăm chú về phía mẹ mình. Trong lòng Diệp Oản Oản mềm nhũn đến rối tinh rối mù, thanh âm êm dịu mà chậm rãi mở miệng, ngày xưa, có một cô bé, bởi vì bà ngoại tặng cho nàng một chiếc khăn đỏ xinh xinh, cho nên mọi người cũng gọi nàng là cô bé quàng khăn đỏ. Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại. Kết quả trên đường, đã gặp một con sói xám lớn, cô bé quàng khăn đỏ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chàng chó sói nào có dáng dấp đẹp trai đến như vậy, vì vậy dùng bánh ngọt đem lão sói xám lừa gạt. Miệng nó. Thiếu chút nữa lại kể sai phiên bản rồi. Diệp Oản Oản khẩn cấp thắng lại, đổi lại phiên bản bình thường, khục khục, cô bé quàng khăn đỏ trong rừng rậm gặp chó sói. Nàng chưa từng thấy qua chó sói, cũng không biết chó sói tính cách hung tàn, vì vậy nói cho chó sói biết, nàng phải đi vào trong rừng rậm thăm bà ngoại, sau đó. Dưới ánh đèn vàng ấm, ở trong thanh âm ôn nhu ngọt ngào của cô gái, mí mắt cậu bé dần dần khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm dán vào trong tay mẹ. Ngủ say xưa. Chương 950, con có phải là ruột thịt của các người hay không? Bờ bên kia đại dương. Trên một công trình kiến trúc uy nghiêm hùng vĩ,
ký hiệu hùng ưng màu đen đang rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bên trong đại sảnh, phụ nhân trung niên khí chất lăng nhiên ngồi ở bên cạnh chiếc bàn, thần sắc lạnh như băng chờ ở nơi đó. Một lát sau, nam nhân ăn mặc tây trang màu đen vừa lau mồ hôi vừa bước nhanh tới trước, thần sắc cung kính, nhiếp phu nhân, không tiếp đón từ xa, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi tự mình đến tận cửa đoàn lính đánh thuê huyền ưng của chúng ta. Phu nhân mặt không thay đổi mà mở miệng, tôi muốn phát lệnh truy nã cấp S. Nam nhân mặc Âu phục nghe xong, nhất thời biến sắc, nhiếp phu nhân. Không biết đối tượng ngài muốn truy nã là, rốt cuộc là người nào, lại dám đắc tội nhiếp gia, còn để cho nhiếp phu nhân tự mình qua đây phát lệnh truy nã cấp S. Đây là Độc Lập Châu, là thời tiết muốn thay đổi sao? Phu nhân đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhiếp vô danh. Nam nhân mặc Âu phục còn đang lo lắng, bỗng nhiên bị đơ, nghịch mặt ra, ây. Hắn có nghe lầm hay không? Lại muốn truy nã con ruột của mình. Ngay tại thời điểm hắn ta đang không biết nên làm thế nào, lúc này, một nam nhân mặc áo vải màu xám bước nhanh vào trong. Âu phục nam vừa nhìn thấy người kia, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, nhiếp. Nhiếp tiên sinh, phu nhân nói phải phát lệnh truy nã cấp S đối với nhiếp công tử. Ngài xem chuyện này. Nam nhân áo xám đi tới bên cạnh phu nhân, ho nhẹ một tiếng mở miệng khuyên nhủ, phu nhân, sự tình không bết bát như nàng tưởng tượng. Lăng Phong cùng Lăng Vân không phải đã nói, đường đường hết thảy đều tốt rồi hay sao? Phu nhân cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ lạnh lùng hướng về nam nhân kia nhìn một cái. Nam nhân áo xám nhất thời chuyển hướng sang Âu Phục Nam, nếu vợ tôi đã nói rồi, vậy còn ngớ người ra làm cái gì, trực tiếp phát lệnh đi. Cấp S. Âu Phục Nam khóc không ra nước mắt. Xin đừng làm rộn nữa mà hai vị đại lão. Lúc này, điện thoại di động của nam nhân áo xám đột nhiên vang lên. Nam nhân áo xám cẩn thận liếc điện thoại di động một cái, phu nhân, là con trai gọi tới. Phu nhân mở miệng yếu ớt, con trai. Nam nhân áo xám lập tức nói, khục khục, là tên nghịch tử kia gọi tới. Anh cũng muốn xem một chút xem nó rốt cuộc muốn nói cái gì. Nam nhân nói xong hơi hơi tránh xa ra một chút, thấp giọng, vội vàng nhận điện thoại ở của đầu bên kia, con trai, mẹ con nói phải phát lệnh truy nã cấp S đối với con. Điện thoại di động đầu bên kia. Nhiếp vô danh nhất thời nghẹn ngào một cái, cha nói thật cho con biết một chuyện. Chuyện gì? Con có phải là ruột thịt của các người hay không? Tiểu tử thúi, giờ đã đến lúc nào rồi mà còn ba hoa? Cha ngươi mấy ngày nay bị ngươi làm liên lụy, không có lấy một ngày bình yên. Con nói xem con đã làm ra cái chủ ý xấu gì? Tại sao lại có thể tùy tiện tìm một người giả mạo vô ưu? Nhiếp vô danh uể oải mở miệng, cha, con không có tùy tiện mà. Cô em này tính tình cực kỳ tốt. Con có tấm hình này, phỏng chừng có thể cứu được con đã phát cho cha nhanh nhanh cho mẹ xem một chút. Đợi mẹ xem xong, phỏng chừng sẽ không giận con nữa. Một tấm hình có thể hết tức giận, làm sao có thể? Lần này ngay cả cha ngươi đi dỗ cũng đều vô dụng. Nhiếp vô danh trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng cha, địa vị trong gia đình của cha có phải là có hiểu lầm gì hay không? Hắc, tiểu tử thúi. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa cho lão tử. Nhiếp vô danh vội vàng vừa thúc cha mình cho mẹ ruột xem hình, vừa cúp điện thoại. Nam nhân không có cách nào khác chỉ có thể nghe theo lời nhiếp vô danh nói, cầm điện thoại di động đi tới trước mặt phu nhân. Phu nhân, tiểu tử thúi kia gửi qua một tấm hình, nói muốn để cho nàng xem một chút. Phu nhân thần sắc càng lạnh hơn mấy phần, có gì để xem, anh bảo hắn lập tức đem đường đường mang về cho em, nếu không thì không bàn gì nữa. Khục khục, xem qua trước rồi nói sau đi. Nam nhân áo xám đem điện thoại di động mở ra, quả nhiên, mới vừa rồi nhiếp vô danh gửi vào hòm thư của hắn vài tấm hình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 951, đây là vô ưu. Nam nhân mở ra bức ảnh đầu tiên, mới vừa nhìn thấy ảnh chụp liền ngây ngẩn, phu nhân. Nàng mau nhìn xem. Phu nhân vốn căn bản là không có tâm tình đi nhìn ảnh nhìn ẻo gì cả. Nhưng sau khi liếc xéo mắt sang nhìn một cái, sắc mặt lại trong nháy mắt thay đổi, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trong tay nàng, chuyện này. Đây là đường đường của chúng ta. Chỉ thấy trong hình, tiểu bảo bối nhà bọn họ mặc bộ quần áo ngủ hoạt họa lông xù, tay nhỏ làm thành hình quả tim hướng về phía ống kính, quả thật là mềm mại nhu mì đáng yêu khỏi phải nói. Nàng chưa từng thấy bảo bối nhà bọn họ đáng yêu như thế, nhìn thật giống như hình ảnh mà một đứa bé nên có. Nam nhân áo xám cũng kích động nói, là đường đường, không sai.
Nữ nhân cầm điện thoại di động giống như cầm bảo bối. Xem đi xem lại, mặt đầy vẻ biểu tình không cách nào tin được, thật sự là Đường Đường. Phu nhân, lần này nàng có thể yên tâm rồi, nhìn dáng dấp Đường Đường ở bên kia cũng không tệ lắm. Tiểu tử thúi lần này tìm ra người, hẳn cũng coi như là đáng tin. Nam nhân trấn an nói. Ánh mắt phu nhân không nỡ rời đi khỏi tấm hình, ngữ khí gấp gáp hỏi, có còn ảnh chụp khác hay không? Phía sau hình như còn có một tấm. Nữ nhân nghe vậy, vội vàng đem tấm hình khác cũng mở ra. Chỉ thấy còn có một tấm hình, chẳng qua chỉ là chụp chung, trong hình trừ Đường Đường ra, còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái và Đường Đường ngồi chung ở trên ghế salon, một lớn một nhỏ vui vẻ nhìn vào ống kính, làm ra một hình trái tim. Chuyện này, phu nhân trong nháy mắt khi nhìn đến tấm hình này, thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hốc mắt nhất thời đỏ lên, Vô Ưu. Đây là Vô Ưu sao? Nam nhân sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đây chắc là người mà trước đó con trai nói, là cô bé mà hắn tìm đến để giả trang Vô Ưu. Tìm con gái nhiều năm như vậy, bọn họ đã thất vọng qua nhiều lần lắm. Bây giờ đều đã không dám lại ôm hy vọng một lần nữa. Phu nhân nhìn chòng chọc cô gái trong hình, nhưng tại sao lần đầu tiên em nhìn thấy cô bé này, liền cảm thấy nàng là Vô Ưu của em, lúc trước em chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nam nhân ôm thê tử vào trong ngực, vỗ bả vai của nàng một cái, nếu như vậy, không có khả năng không tra được. Phu nhân, là do nàng quá nhớ nhung đấy thôi. Phu nhân nhắm mắt lại một cái, che giấu vẻ tuyệt vọng nơi đáy mắt. Nam nhân áo xám thở dài, bỗng chốc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong khóe mắt, thật ra thì, Vô Ưu không có tin tức gì cũng tốt. Nếu như Vô Ưu trở lại, biết tình huống bây giờ của bên kia, chắc chắn sẽ không có lý nào ngồi yên không quan tâm. Đến lúc đó, ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm. Hoa Quốc, Hồng Hoa Tiểu Lâu. Sáng sớm hôm sau, sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản vốn là đang muốn ở nhà bồi Đường Đường nhiều hơn một chút, nhưng hôm nay là nghi thức mở máy của sinh tử một đường, nàng nhất định phải có mặt. Nhưng nàng hiện tại quả là không đành lòng lại tiếp tục để Đường Đường ở nhà một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định mang theo Đường Đường đi cùng đoàn làm phim. Còn về sự tình khi nàng làm việc phải cải nam trang, ngày hôm qua nàng đã cùng Đường Đường giải thích qua rồi. Nguyên bản nàng cho là phải tốn miệng lưỡi một phen, bất quá Đường Đường lại dễ chấp nhận vô cùng, nàng chẳng qua chỉ hơi hơi giải thích một chút, chú nhóc liền hiểu, còn biết tại thời điểm nàng cải nam trang, phải phối hợp với nàng, không thể gọi nàng là mẹ. Thật ra là đáng tin hơn rất nhiều so với cậu hắn rồi. Cho nên Diệp Oản Oản hoàn toàn không hề lo lắng việc dẫn theo Đường Đường sẽ bất tiện. Vì vậy, Diệp Oản Oản cuối cùng vẫn quyết định mang theo Đường Đường cùng đi. Cục cưng, ở trên xe chờ mẹ một cái, mẹ có đồ quên chưa cầm? Vâng ạ, cậu bé nhu thuận gật đầu. Diệp Oản Oản mới vừa rời đi không bao lâu, điện thoại di động nàng để ở trên xe đột nhiên vang lên. Nhiếp Đường Tiêu hướng về điện thoại di động nhìn một cái, chỉ thấy hiển thị trên điện thoại di động, tên người gọi đến là Bảo Bảo yêu thích nhất. Chương 952, ta là người thân mật nhất của nàng. Bảo Bảo yêu thích nhất. Nhiếp Đường Tiêu nhìn thấy năm chữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác dường như muốn kết băng. Điện thoại di động vẫn đang rung. Tên người gọi đến vẫn cứ sáng hoài ở trên màn hình. Nước ngoài, ở trong một căn phòng khách sạn xa hoa nào đó. Trong tay Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động, hơi nhíu mày. Hắn mỗi lần gọi điện thoại cho Diệp Oản Oản đều là canh đúng thời gian, thời điểm xác nhận là hắn gọi tới liền lập tức bắt máy, tất cả đều chỉ mất mấy giây thôi. Nhưng lần này, lại mãi vẫn không có người nghe. Một bên Hứa Dịch ôm lấy một tập tài liệu chờ ở một bên, cửu gia, thế nào? Oản Oản tiểu thư không nghe điện thoại sao? Tư Dạ Hàn không mở miệng, đưa tay nhéo mi tâm một cái. Hắn cảm thấy gần đây mình dường như có chút suy nghĩ quá độ, luôn có cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Đại khái là bởi vì, nàng không ở trong tầm mắt. Hứa Dịch thấy vậy mở miệng nói, Oản Oản tiểu thư bên kia hôm nay cử hành nghi thức mở máy, có lẽ đã sớm đi đến chỗ đoàn làm phim, vào lúc này có khả năng đang bận. Hứa Dịch âm thầm than thở, ông chủ nhà mình nhìn có vẻ đáng sợ lại lạnh lẽo, không có bất cứ chuyện gì có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Trừ chuyện có liên quan tới Oản Oản tiểu thư. Đợi thật lâu, điện thoại di động đầu kia một mực không có người nghe, mắt thấy đã sắp tự động cúp. Tư Dạ Hàn làm bộ muốn thu điện thoại di động về, nhưng ngay vào lúc này, điện thoại di động bỗng kết nối. Nhưng mặc dù điện thoại di động đã kết nối,
thế nhưng đầu kia lại không có ai mở miệng nói chuyện. Màn hình giờ phút này đã chuyển sang hình ảnh đồng hồ tính giờ, thời gian nói chuyện trên điện thoại từng giây một nhảy chuyển. Rất nhanh 5 giây trôi qua, đầu kia vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Theo thời gian lại từng giây một trôi qua, con người sâu thẳm của Tư Dạ Hàn híp lại. Ở một bên, Hứa Dịch yên lặng đứng chờ, thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình dường như có cái gì đó không đúng, thần sắc hoài nghi. Tình huống này là... Tại sao lại không nói chuyện? Lại qua mấy giây, đầu kia điện thoại di động vẫn không có người mở miệng. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đảo qua phương hướng màn hình điện thoại di động nhìn một cái, sau đó, mặt không thay đổi mà mở miệng, ngươi là ai? Sau khi nghe được ông chủ nhà mình nói ra ba chữ kia, Hứa Dịch nhất thời sợ hết hồn. Đệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nghe điện thoại không phải là Oản Oản tiểu thư sao? Nhưng hắn ở cách đó rất gần, mới vừa rồi rõ ràng căn bản đều không nghe được đầu kia của điện thoại di động có người nói chuyện. Ông chủ làm sao lại biết người nghe điện thoại không phải là Oản Oản tiểu thư? Tư Dạ Hàn nói xong ba chữ kia, lại không thấy đầu kia của điện thoại di động đáp lại. Tút tút tút, rất nhanh, đầu kia truyền đến âm thanh ngắt máy. Hứa Dịch liếc mắt nhìn điện thoại bị ngắt, thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng. Điện thoại di động của Oản Oản tiểu thư làm sao lại sẽ ở trong tay người khác? Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên một cái, là số điện thoại của Diệp Oản Oản gửi tới một tin nhắn. Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn thông báo có tin nhắn, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó, ngón tay thon dài mở tin nhắn kia ra. Ngươi lại là ai? Cái tin này chính là thừa nhận hắn ta không phải là Diệp Oản Oản rồi. Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ lại mấy phần. Tư Dạ Hàn trực tiếp trả lời một câu, tên ta nàng lưu trong điện thoại, có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Lời này, tương đương với trong nháy mắt giết địch rồi. Tên Oản Oản lưu, là bảo bảo yêu thích nhất. Hắn là ai, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục hỏi sao? Khẳng định có quan hệ không bình thường, thậm chí có thể nói là người thân mật nhất nữa à nha. Sau khi Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn này đi, điện thoại di động của Diệp Oản Oản ở đầu kia thật lâu đều không hề trả lời. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc mới có một tin nhắn gửi qua, bất ngờ lại xuất hiện trên bảng thông báo. Tối hôm qua nàng và ta ngủ chung một chỗ. Chương 953, người mẹ thích nhất là ai? Phanh, một tiếng, căn phòng của khách sạn Sa Hoa đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh huyên náo, tập tài liệu của Hứa Dịch không cầm chắc trong tay, rầm rầm tất cả đều rơi xuống, tán loạn đầy đất. Sau khi vô tình đảo mắt nhìn qua tin nhắn trên màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn xong, cả người Hứa Dịch đều đã bị dọa đến tiểu ra quần. Mẹ nó, con mẹ nó, chính hắn thấy được cái gì? Cho nên bây giờ là, người đang cầm điện thoại di động của Oản Oản tiểu thư chính là một người khác. Người kia còn dùng điện thoại của Oản Oản tiểu thư nhắn cho ông chủ một tin nhắn, nói tối hôm qua nàng và ta ngủ chung một chỗ. Ngủ chung một chỗ? Uy lực của 10 chữ dính liền nhau này, quả thật chính là một quả bom nguyên tử cấp độ sử thi. Hứa Dịch hồn phi phách tán, quay cái cổ cứng đơ của mình về phía ông chủ nhìn lại. Thật vậy, khí tức trên người của ông chủ nhà mình, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong hàn ý, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng từng khúc đóng băng, hai con ngươi đỏ ngầu. Vốn ông chủ được Oản Oản tiểu thư vuốt lông điều dưỡng đã sắp hóa thành tiên nhân, không kiêu không giận không buồn, lần này thì được rồi. Một buổi sáng liền quay trở lại thời kỳ trước giải phóng, cánh cửa địa ngục lại một lần nữa mở ra. Cửu gia, trong lúc này, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hứa Dịch đã sợ đến mức cà lăm. Nhưng giờ mới là sáng sớm, điện thoại di động của Oản Oản tiểu thư lại ở trong tay người khác, người kia còn dùng điện thoại di động của nàng nhắn đi tin nhắn như vậy, thế nào cũng không thể thanh minh hộ cho nàng được. Làm bậy. Oản Oản tiểu thư tại sao mỗi lần đều làm ra những thứ khiến người ta sợ đứng tim như vậy cơ chứ? Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú vào tin nhắn trên điện thoại di động, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ lại thái độ tối hôm qua Diệp Oản Oản nói chuyện với mình. Khi đó hắn nói muốn ngày mai quay trở về. Vậy mà thái độ của nàng, lại dường như cũng không muốn hắn trở về sớm như vậy. Hắn cũng không phải là muốn hoài nghi nàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lần này, không giống nhau. Hứa Dịch. Đặt vé máy bay trở về nước chuyến tiếp theo. Vâng, Hứa Dịch còn muốn khuyên nhủ một câu, nhìn thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình, nhất thời đã bỏ đi ý niệm này, vâng. Tôi đi ngay. Ngoài cửa Hồng Hoa tiểu lâu. Trong xe,
Nhiếp Đường Tiêu nhìn chằm chằm câu, tên ta nàng lưu trong điện thoại, có thể trả lời câu hỏi của ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự căng thẳng, trong con ngươi đen nhánh lửa giận bốc lên. Mãi đến sau khi nhắn xong cái tin, tối hôm qua nàng và ta ngủ chung, sắc mặt lạnh giá của cậu bé mới thoáng hỏa hoãn đi mấy phần. Nhưng vừa nhìn vào tên của, hắn ta, được lưu trong điện thoại, nhất thời lại mím thật chặt môi. Cục cưng, mẹ đã trở lại rồi, chúng ta lên đường thôi. Bên tai truyền tới thanh âm ôn nhu của Diệp Oản Oản, Nhiếp Đường Tiêu vội đem điện thoại di động bỏ vào vị trí cũ. Diệp Oản Oản mở cửa xe, ngồi vào ghế lái xe, không hề phát hiện ra điện thoại di động của mình thoáng thay đổi vị trí. Bởi vì lo lắng mình sẽ rất bận rộn không thể chăm sóc tốt cho Đường Đường, Diệp Oản Oản đem Đường Bân và Tống Cường cùng đi chung. Giờ phút này, cậu bé nhu thuận an tĩnh ngồi ở trên ghế sau, không hề có bất kỳ chỗ khác nhau nào so với thường ngày, cho nên Diệp Oản Oản cũng không phát hiện cậu nhóc có cái gì đó không đúng. Con người cậu bé thu liễm lại, vẫn như cũ có một ngọn lửa bừng cháy trong đáy mắt, lóe ra một tia ảo não. Nhóc biết là mình không nên làm như thế. Nhưng là, tức giận. Rõ ràng hắn mới là bảo bảo mẹ yêu thích nhất. Xe bon bon chạy trên đường cái. Diệp Oản Oản ở phía trước chuyên tâm lái xe, chỗ ngồi phía sau, Nhiếp Đường Tiêu một mực luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Hai vị ca ca, có thể hỏi các người một chuyện không? Đường Bân cùng Tống Cường lập tức thẳng tắp sống lưng. Đường Bân, dĩ nhiên có thể. Tống Cường, ngài hỏi đi. Nhiếp Đường Tiêu, người mẹ yêu thích nhất là ai? Nghe được câu hỏi này, hai người hoảng sợ hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời lông mao cả người đều đã dựng thẳng lên rồi. Cái này sợ là câu hỏi đòi mạng đó. Chương 954, chủ nhân, cứu mạng. Sớm biết vậy còn không bằng đợi ở tham gia huấn luyện ma quỷ còn hơn. Tại sao bọn họ phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ như vậy? Người chủ nhân yêu thích nhất là ai? Cái vấn đề này còn cần phải nói sao? Mặc dù bọn họ ở bên cạnh chủ nhân thời gian cũng không được tính là lâu, nhưng cũng biết người mà chủ nhân thích nhất, nhất định là vị mỹ nhân gia chủ của Tư gia kia. Chủ nhân của bọn họ là nhân vật nào? Đây chính là hắc quả phụ chuyên tuyển chọn mỹ nhân, dưới váy nam sủng vô số, hiện tại lại vì gia chủ Tư gia mà buông tha cả cánh rừng, chạy thật xa tới Hoa Quốc, mỗi ngày đều cùng hắn ngọt ngào hạnh phúc nói lời yêu thương. Nam nhân khác ở trước mặt nàng cởi hết, cũng không thèm nhìn một cái. Đây chính là chân ái trong truyền thuyết đấy. Câu trả lời đã rất rõ ràng, nhưng cảm giác nguy hiểm theo bản năng đã nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể nói thật. Đường Bân quả quyết mở miệng, người chủ nhân thích nhất. Vậy đương nhiên là tiểu chủ nhân ngài. Tống Cường liên tục phụ họa, không sai, trừ tiểu chủ nhân ngài ra, lại còn có thể là ai? Chỉ tiếc, tiểu ma vương rõ ràng không phải là dễ gạt như vậy, thật sao? Đường Bân, vâng. Tống Cường, phải. Ngay tại thời điểm hai người còn đang nơm nớp lo sợ, câu hỏi đòi mạng thứ hai đã đến rồi. Nhiếp Đường Tiêu, người mà mẹ gọi là Bảo Bảo, là ai? Mẹ nó. Bảo Bảo. Cái danh xưng chán ngán như vậy, đây tuyệt đối là xưng hô chủ nhân dành cho mỹ nhân gia chủ, không chạy đường nào. Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ, người kia chẳng lẽ không phải là cha ruột của ngươi sao? Sau khi tiểu chủ nhân xuất hiện, vấn đề cha ruột của hắn là ai, bọn họ lúc không có ai đã từng bát quái qua rất nhiều lần. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy gia chủ Tư gia có độ khả thi lớn nhất. Nhưng lỡ vạn nhất không phải thì sao? Vấn đề này cũng không thể trả lời đại nha. Chủ nhân, cứu mạng. Trong lúc hai người còn đang lẳng lặng làm ra ám hiệu cầu cứu, xe cuối cùng đã lái đến đoàn làm phim rồi. Đến rồi, xuống xe đi. Diệp Oản Oản cho xe ngừng lại. Hai người quả thực là như được đại xá, vội vàng che chở cậu bé xuống xe. Nhờ có Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An bỏ ra vốn liếng rất lớn để tuyên truyền hộ, nghi thức mở máy sinh tử một đường của bọn họ đã gây được chú ý rất lớn. Chuyện tối ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng đã lên trang bìa của các báo và tạp chí lớn, nghi thức mở máy ngày hôm nay, tất cả cánh truyền thông tất cả đều đã không mời mà tới. Lại có thêm những fan hâm mộ hưởng ứng, hiện trường là một mảnh náo nhiệt. Cung húc. Lạc Thần em yêu anh. Thời điểm khi Diệp Oản Oản đến, hai vai chính là Cung Húc và Lạc Thần cũng vừa mới đến, đang bị một đám phóng viên cùng fan hâm mộ vây quanh mà đi vào bên trong. Tiếp đó Hàn Thiên Vũ cũng đã đến rồi, hắn ở trong bộ phim cũng hữu tình diễn xuất một vai phụ. Hàn Thiên Vũ đến, khiến cho tiếng hét chói tai tại hiện trường vang lên liên tiếp.
Diệp Oản Oản bọn họ đi chính là vào cổng phụ, cho nên cũng không đem lại sự chú ý của fan cùng cánh truyền thông. Đường Đường tới đây, chúng ta đi bên này. Diệp Oản Oản dắt tay nhỏ của Đường Đường. Cậu bé gật đầu một cái, ánh mắt ung dung thản nhiên hướng về phương hướng mà vô số người đang vây quanh nhìn lại. Chẳng qua là hiện trường quá nhiều người, quá hỗn loạn rồi, hoàn toàn không thể thấy rõ được ba người đang bị vây kín bên trong. Nghi thức mở máy được cử hành tại một bãi đất trống phía trước studio, phía sau cách đó không xa chính là khách sạn nghỉ chân của diễn viên và nhân viên làm việc. Diệp Oản Oản trước tiên thu xếp phòng nghỉ cho Đường Đường, sau đó mới đi sắp xếp các công việc của mình. Nhân vật chính của hôm nay là các diễn viên và biên kịch, đại biểu công ty do Diệp Mộ Phàm phụ trách tham dự, Diệp Oản Oản chỉ hơi hơi lộ mặt ra một chút, cùng mọi người cùng nhau cắt băng, lên nén hương, sau đó liền rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi ở đằng sau rồi. Chương 955, hôm nay rất tuấn tú nha. Cùng lúc đó, trong căn phòng nghỉ tầng cao nhất của khách sạn, Tra Hỏi Từ Địa Ngục vẫn còn đang tiếp diễn. Ánh mắt Nhiếp Đường Tiêu nhìn xuyên qua cửa sổ, rơi ở mảnh nhỏ đông nghịt người ở dưới lầu, trong ba người kia, mẹ thích nhất là ai? Rất rõ ràng, ba người, này ám chỉ chắc chắn là Lạc Thần, Cung Húc, còn có Hàn Thiên Vũ. Đường Bân và Tống Cường rất đoàn kết, cùng nhau run lẩy bẩy. Xin đừng hỏi nữa. Đại Vương cầu bỏ qua cho, chúng tôi vẫn còn nhỏ mà, hu hu. Chúng tôi cái gì cũng không biết. Hai người các ngươi làm sao vậy? Lúc này, Diệp Oản Oản làm xong việc, đẩy cửa đi vào, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh hoàng của Đường Bân và Tống Cường. Không có, không có việc gì, hai người dĩ nhiên là không dám tố cáo, chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên. Mẹ, Tiểu Nãi Oa nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức nhảy xuống ghế nghênh đón, trên mặt lộ ra một nụ cười mềm mại nhu thuận, mắt to long lanh nước sáng lấp lánh, trên gò má phúng phính còn có hai quả lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh. Đường Bân, Tống Cường. Đại Vương. Ngài như vậy, trái tim nhỏ của chúng tôi không chịu nổi. Ca ca, cậu bé dường như ý thức được chính mình gọi sai, vội vàng sửa lại. Diệp Oản Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé phấn điêu ngọc trác của cậu bé, không sao, khi không có ai có thể kêu. Nghe được tiếng, mẹ, này, coi như là nhóc muốn bầu trời sao, nàng cũng muốn bay đi hái nha. Đại khái hơn nửa canh giờ, ngoài cửa là một trận tiếng bước chân nhốn nháo truyền tới, đoán chừng là nghi thức cũng đã kết thúc. Những người khác cũng lần lượt trở về tới nơi rồi. Chỉ thấy trợ lý Tiểu Tình cùng hai người hộ vệ đem một vô số bó hoa tươi cùng quà tặng của fan hâm mộ đi vào, đi phía sau là Lạc Thần, vì để tuyên truyền, vẫn còn đang mặc trang phục diễn như một quân nhân. Lạc Thần vốn là phong cách cấm dục, giờ phút này thần sắc thanh lãnh, trên người mặc một thân đồng phục sĩ quan thẳng tắp, trên tay còn mang bao tay màu trắng, dưới chân là giày bốt đen, nịt da đeo bên hông, có hình phi ưng ở giữa nịt thực sự dạng người rực rỡ. Tạo hình này thực sự là phi thường thích hợp với khí chất của hắn, cũng khó trách các fan bên ngoài mới vừa rồi kích động đến mức cổ họng cũng muốn lòi ra bên ngoài rồi. Diệp ca, sau khi đi vào, Lạc Thần trực tiếp đi thẳng hướng chỗ Diệp Oản Oản, lấy một cái hộp cầm trên tay trợ lý đưa cho Diệp Oản Oản, Diệp ca, cái này anh cầm thử một chút đi. Đây là, Diệp Oản Oản tỏ vẻ không hiểu. Là máy massage, trước đó anh không phải nói là vận động quá độ sẽ khiến cơ bắp đau nhức sao? Fan của em tặng em một cái máy massage, chính em đã dùng thử một cái, hiệu quả không tệ, nên cũng giúp anh mua một chiếc. Lạc Thần mở miệng nói. Ai, dẫn dắt một nghệ sĩ vừa thân thiết lại còn hiểu chuyện, thật sự là quá hạnh phúc. Được, để tôi thử xem, cảm ơn. Diệp Oản Oản cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận tâm ý của hắn, ngay sau đó vỗ bả vai của Lạc Thần một cái, cười tán dương, hôm nay rất tuấn tú nha. Lạc Thần nhất thời có chút ngượng ngùng, cảm ơn. Bên cạnh Diệp Oản Oản, Nhiếp Đường Tiêu một mực đang lẳng lặng quan sát Lạc Thần, nghe được câu, hôm nay rất tuấn tú nha, xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nãy giờ không đổi sắc, chân mày khẽ cao lại một chút. Diệp ca, đây là, lúc này, Lạc Thần cũng chú ý tới bên người Diệp Oản Oản còn có một bé trai. Ồ, con của nhà bằng hữu, bọn họ không rảnh chăm sóc, nên theo tôi đi lăn lộn mấy ngày. Diệp Oản Oản thuận miệng giải thích một chút, sau đó cúi đầu xuống. Ôn Nhu mở miệng nói với cậu bé, Đường Đường, lại đây. Cậu bé ngẩng đầu lên, chào ca ca. Chào tiểu đệ đệ, Lạc Thần cũng cười cười lên tiếng chào hỏi. Hắn còn chưa từng thấy hài tử xinh đẹp tinh xảo như vậy, cứ như là người mẫu nhí chuyên chụp cho các tạp chí vậy. Chương 956, ta đưa ngươi. Nhiếp Đường Tiêu nghiêng đầu nhỏ,
đánh giá thanh niên trước mắt này. Bảo Bảo, yêu thích nhất. Là người này à? Chẳng lẽ là mẹ cùng hắn sinh ra mình? Dù sao người do Diệp Oản Oản tự mình chọn, hơn nữa tự tay dẫn dắt, tư chất đương nhiên sẽ không kém, tính tình cũng tốt vô cùng. Mặc dù bây giờ đã bước vào một đường tiểu sinh, có lượng fan vô số, nhưng lại không hề làm giá chút nào. Biết đây là con của huynh đệ trong nhà Diệp Oản Oản, liền thân thiết cùng cậu bé nói chuyện phiếm, còn bóc kẹo cho nhóc ăn. Nhiếp Đường Tiêu cầm lấy kẹo, nhìn mẫu thân, lại nhìn Lạc Thần một chút, thấy thái độ hai người quen biết, ngôn ngữ ăn ý, đang tại thảo luận về công việc cùng kịch bản, không khỏi rơi vào trầm tư. Ngay vào lúc này, nơi cánh cửa lại là một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy một người ăn mặc một bộ đồ Âu phục kiểu dáng yêu nhã cổ màu trắng hiệu Calvin Klein, trong tay đang cầm một bó hoa lớn tuyệt đẹp màu tím, trang trí lấp lánh như sao trời, chậm chậm đi vào, đi theo phía sau là trợ lý cùng một nam nhân có vẻ như là người đại diện. Trong tay người trợ lý cùng người đại diện cũng đồng dạng cầm rất nhiều hoa tươi và lễ vật. Làm cho người ta có cảm giác bất đồng rất lớn đối với Lạc Thần, người này cả người từ trên xuống dưới đều tản ra khí tức để người ta cảm thấy thân thiết ấm áp, tựa như gió xuân. Thấy người tới, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, Thiên Vũ, bên cậu kết thúc rồi à? Nhanh như vậy, phóng viên lại có thể nhanh như vậy đã thả hắn đi rồi hả? Hàn Thiên Vũ mỉm cười đi tới. Ừ, đã kết thúc, cũng còn may có Cung Húc gánh tim. Nói xong, liền cầm bó hoa trong tay kia chuyển đến trước mặt nàng. Diệp Oản Oản nhìn bó hoa được đưa đến mặt mình, nháy mắt một cái, hích, toàn sao đầy trời. Fan tặng cho cậu sao? Hàn Thiên Vũ cười nói, không phải, là của tôi tặng cậu, khoảng thời gian này đã cực khổ rồi. Diệp Oản Oản nhất thời che trái tim, vội vàng trả lời mà không hề suy nghĩ, nam thần đại nhân của tôi ơi. Nếu như bị fan nhà cậu biết, phỏng chừng cũng muốn ghen tị với tôi đến chết mất. Nam thần đại nhân, lỗ tai Nhiếp Đường Tiêu thoáng dựng lên. Hàn Thiên Vũ lẳng lặng nhìn thanh niên ở đối diện, mở miệng nói, fan chỉ có thể thấy được những thứ chúng tôi làm, nhưng không liên quan, sự khổ cực của các cậu, chúng tôi đều biết. Sự tình của Từ Lâm, hắn vốn cho là lần này nhất định không có cách nào cứu vãn, đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Lại không nghĩ rằng, người này... một lần nữa chỉ huy bọn họ, cải tử hồi sinh. Từ lúc hắn bắt đầu nhận biết người này, hắn vẫn luôn sáng tạo kỳ tích. Vô luận bọn họ đối ngoại gọn gàng sạch sẽ đến mức nào, anh ta mới là linh hồn của nhóm bọn họ. Diệp Oản Oản đầy trân trọng nhận lấy bó hoa kia, khó trách các fan đều gọi cậu là thiên sứ. Hàn Thiên Vũ thật sự là quá ấm áp rồi. Nghĩ đến người lúc nào cũng đặc biệt chu đáo, luôn có thể chiếu cố đến cảm thụ của tất cả mọi người xung quanh. Sau đó đem lại cho bọn họ sự quan tâm nhẹ nhàng. Hàn Thiên Vũ nhìn thanh niên ở đối diện ôm bó hoa màu tím nhạt trong tay, cúi đầu khẽ ngửi. Trong nháy mắt khi cúi đầu đó, khóe mắt người thanh niên kia ôn nhu, càng khiến cho trái tim của hắn không hiểu vì sao đánh rơi mất nửa nhịp. Rõ ràng là một nam nhân quả quyết sát phạt, giờ phút này lại khiến hắn cảm thấy còn ôn nhu hơn cả nữ hài tử. Hàn Thiên Vũ vẫn còn đang thất thần. Đột nhiên phát hiện dường như có một ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình, ánh mắt nghiêng một cái, thấy được một cậu bé phấn điêu ngọc trác ở sau lưng Diệp Bạch. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, đây là... hai tử từ đâu tới? Ồ, đây là Đường Đường, con của bằng hữu của tôi. Diệp Oản Oản giới thiệu tương tự như mới rồi. Nhiếp Đường Tiêu đứng ở một bên mẹ, ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, sự kiêng kỵ nơi đáy mắt so với thời điểm vừa nãy nhìn thấy Lạc Thần ít nhất sâu gấp 10 lần. Chương 957, người tỉnh táo một chút. Hàn Thiên Vũ thân thiết cúi người lên tiếng chào cậu bé, Đường Đường. Chào tiểu đệ đệ. Chào ca ca, cậu bé cũng lễ phép đáp lại một tiếng. Hàn Thiên Vũ nhìn về phía người đại diện Phí Dương ở bên cạnh, Dương ca, nhắn giúp khách sạn bên kia chuẩn bị thêm một phần ăn cho trẻ em. Ok, Phí Dương gật đầu, rất nhanh liền an bài xong. Diệp Oản Oản, cảm ơn. Chính nàng cũng không nghĩ tới chuẩn bị cái này. Sau khi nghi thức kết thúc, đoàn phim bên này còn có ăn chung. Rất nhanh những người khác phỏng vấn cùng phóng viên cũng đều kết thúc, Diệp Mộ Phàm vừa cùng mấy nhân viên bên cạnh nói chuyện, vừa đi vào. Vừa mới vào nhà, Diệp Mộ Phàm liền nhìn thấy bé trai vô cùng nổi bật ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Mẹ nó! Diệp Mộ Phàm lập tức đem Diệp Oản Oản kéo sang một bên, đây chính là... đứa bé mà trước kia em nói. Đúng vậy! Mẹ! Tại sao em lại dẫn nó đến chỗ đoàn làm phim thế? Diệp Mộ Phàm bực tức nói.
Diệp Oản Oản mở miệng, nó vừa tới quốc nội, hết thảy đều chưa quen, để nó ở nhà một mình em không yên tâm. Trước hết dẫn theo bên người mấy ngày, thằng bé rất hiểu chuyện, sẽ không ảnh hưởng đến em làm việc. Diệp Mộ Phàm nhức đầu không thôi, trọng điểm không phải là cái này có được không? Em thật đúng là xem mình là mẹ thật của nó rồi hả? Quá chuyên nghiệp đi mà. Diệp Oản Oản, nhận ủy thác của người, phải hết lòng vì việc của người khác. Diệp Mộ Phàm nói qua nói lại, lộ ra thần sắc hồ nghi, đứa nhỏ này. Diệp Oản Oản, làm sao? Diệp Mộ Phàm trầm ngâm, đứa nhỏ này nhìn khí chất hẳn là không phải tiểu hài tử con nhà bình thường. Hơn nữa hắn làm sao lại có cảm giác đứa bé ngũ quan xinh xắn này, lại có mấy phần giống với muội muội của hắn như vậy chứ? Diệp Mộ Phàm không nhịn được mở miệng, anh thế nào lại có cảm giác đứa nhỏ thật có dáng dấp giống với em nha? Diệp Oản Oản tỏ vẻ đó là đương nhiên, nói nhảm, bởi vì em và mẹ ruột của nhóc vốn là có chút giống nhau, nếu không người ta cũng sẽ không tới tìm em giúp giả mạo. Cách đó không xa, Nhiếp Đường Tiêu bị mấy nhân viên vây lấy nhét kẹo, hướng về phương hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, thần sắc thoáng hỏa hoãn đi mấy phần. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cánh cửa truyền tới một âm thanh đầy phấn khởi, good morning. Tôi đã về rồi. Nương theo âm thanh tràn đầy máu chó, chỉ thấy một bóng người mặt đồ vàng tươi đang vui sướng nhảy nhót đi vào. Tạo hình hôm nay của Cung Húc, thật sự là một lời khó nói hết. Hạ thân của tên này là quần jean lủng lỗ chỗ ở trên đùi, phần trên khoác một cái áo khoác nhung màu vàng, áo khoác kia là một loại hàng đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Mặc dù rất thời trang, nhưng rất khó phối đồ, nên rất hiếm có minh tinh nào dám mặc. Bởi vì mặc lên người liền nhìn y như hoàng kê, lại có vẻ lôi thôi cồng kềnh, nhìn sẽ y như là hiện trường tai nạn xe cộ. Đã từng có một ca sĩ rock and roll rất có cá tính mặc qua một lần, kết quả bị người bày đàn chế giễu. Cung Húc tên kia bên trong còn mặc một cái lưới đánh cá màu đen nhìn càng lôi thôi, bên ngoài mặc cái áo khoác màu lông gà nhỏ. Nhưng chính là như vậy, lại có hiệu quả làm lộ ra một cơ thể đầy mê người của hắn, có thể nói biến thứ tầm thường trở thành thần kỳ. Ha 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 Diệp ca ca, ngày hôm nay tôi có phải là đẹp trai như bad boy hay không? Cung Húc đầy đắc ý vẩy vẩy cầm đi tới trước mặt trợ lý, sau đó tựa như một con hoàng tước con nhào thẳng về hướng của Diệp Oản Oản. Trước khi tên kia nhào qua, Diệp Oản Oản kịp thời đưa ra một cánh tay cản trở đường tiến của hắn, ngươi tỉnh táo một chút. Cái tên này, cả ngày đều y như là hít thuốc lắc. Lạc Thần lại quá trầm mặc rồi, hai người này có thể cộng lại chia nhau một chút có được hay không? Gào, Diệp ca ca, anh có phải là đã yêu tôi rồi hay không? Tôi có phải là bảo bảo yêu thích nhất của anh hay không? Người nào đó lại bắt đầu trò làm nũng thường ngày. Chương 958, tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nhân. Đối với cái tên tiểu yêu tinh thích đùa giỡn như Cung Húc, thường ngày đều tranh sủng, Diệp Oản Oản đã thành thói quen. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu như nàng dám nói, không phải, người nào đó sẽ tuyệt đối suốt ngày làm nhảm bên tai nàng suốt cả ngày không thôi. Cho nên Diệp Oản Oản đã sớm nắm giữ cách đối phó với chiêu trò của hắn. Diệp Oản Oản than thở, vâng vâng vâng, người đương nhiên là Bảo Bảo. Húc Bảo Bảo à, lớp trang điểm bị lem kìa, nhanh nhanh ngoan ngoan đi chỉnh trang nào. Trong nháy mắt khi lời nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, con người của Nhiếp Đường Tiêu nhất thời co rút lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ trở nên trắng bệch. À, có thật không, có thật không? Đâu cơ, quả nhiên, Cung Húc lập tức ngừng, hơn nữa sự chú ý bị rời đi. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Cung Húc móc gương nhỏ ra, thấy chính mình vẫn đẹp trai, đột nhiên nhìn về phía đối diện cách đó không xa kêu lên một tiếng, ai nha, cái tiểu nãi hoa này là... Ai? Làm sao lại thấy bên trong ánh mắt có sát khí? Bất quá, với trí thông minh của Cung Húc rất nhanh liền bỏ quên một điểm này, kích động không thôi mở miệng nói, gào. Dáng dấp cũng quá đẹp đẽ rồi đi, thật là đáng yêu, Diệp ca, đây là con cái nhà ai? Diệp Oản Oản, là con nhà bằng hữu của tôi. Cung Húc nghe xong, nhất thời mặt đầy vẻ hâm mộ, Diệp ca, bằng hữu của anh thực sự là... Diễm Phúc không cản. Có ý gì? Diệp Oản Oản nhíu mày. Cung Húc lập tức nói, đều nói con trai giống mẹ, tiểu nãi hoa này nhỏ như vậy đã có dáng dấp xinh đẹp như thế, vậy mẹ hắn tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nhân nha. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ngược lại cũng có đạo lý. Cung Húc vừa nói vừa hừ một tiếng nói, sau này con do tôi cùng mứt hoa nhỏ sinh ra, khẳng định là sẽ còn đáng yêu hơn so với hắn. Diệp Oản Oản, thiếu niên à ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo qua sau lưng Cung Húc, thấy tiểu trợ lý Đông Tử cùng bảo vệ đang rời những đồ vật xanh xanh đỏ đỏ kia, thuận miệng hỏi một câu, những thứ này là cái gì? Cung Húc lập tức bay nhào qua phía bảo vệ, là bột. Phen tặng cho tôi, anh không thể đối với bọn chúng hạ độc thủ. Người ta Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ nhận được đều là hoa tươi cùng thiệp tỏ tình, còn Cung Húc ngược lại hay rồi, tất cả những thứ nhận được đều là đồ ăn vặt. Diệp Oản Oản sậm mặt lại, tịch thu. Không gờ 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 gờ. Trong góc, Nhiếp Đường Tiêu nhìn con gà vàng nhỏ vẻ mặt đầy đau khổ ôm lấy một đống quả vặt gào thét điên cuồng, tâm tình tỏ vẻ phi thường phức tạp. Đây không phải là thật. Rất nhanh đã tới thời gian ăn chung, bởi vì đều là người mình, cho nên mọi người đều rất buông lỏng, đều đang khoái trá ăn cơm, nói chuyện phiếm, mời rượu. Đường Đường sau khi ăn no lại nói có chút mệt rã rời, Diệp Oản Oản liền để cho người dẫn nhóc đưa trở về phòng nghỉ ngơi trước. Sau khi ăn chung, Diệp Oản Oản trở lại trong phòng, thấy cậu bé đang nằm ở trên bệ cửa sổ ngẩn người. Thân ảnh nho nhỏ tịch mịch nằm ở chỗ này, sắc mặt nhìn qua có vẻ như bị đả kích. Đây là thế nào, không phải mới vừa rồi còn chơi đùa rất tốt sao? Diệp Oản Oản vội vàng đi tới, Đường Đường. Cậu bé lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thờ ơ vô tình, mẹ. Diệp Oản Oản sờ trán của tiểu gia hỏa một cái, thế nào? Khó chịu chỗ nào sao? Cậu bé muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng hỏi, mẹ, mẹ thích cái vị ca ca mặc áo vàng sao? Diệp Oản Oản, con nói Cung Húc. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, nghệ sĩ dưới tay mình, nàng đương nhiên sẽ ưa thích. Mặc dù Cung Húc có hơi chật tủ một chút, nhưng đúng là minh tinh trời sinh, thời điểm nên đáng tin cũng rất đáng tin. Diệp Oản Oản trả lời, vị ca ca kia là nghệ sĩ mẹ dẫn dắt, mẹ dĩ nhiên là thưởng thức và ưa thích rồi. Còn có Lạc Thần ca ca, Thiên Vũ ca ca, cũng đều như nhau. Cậu bé đại khái cũng không ngờ tới Diệp Oản Oản lại dùng loại câu trả lời công thức hóa này, còn người thu liếm lại không nói gì. Chương 959, trời đất tối sầm. Đường Đường làm sao lại đột nhiên hỏi nàng cái này? Diệp Oản Oản có chút kỳ quái, suy tư hỏi, thế nào Đường Đường, con? Không thích vị ca ca áo vàng đó à? Tiểu nãi oa biến đổi sắc mặt rất nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc hít sâu một hơi mở miệng, không có, Đường Đường rất thích. Chỉ cần là mẹ yêu thích, hắn cũng sẽ thích. Diệp Oản Oản mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Biểu tình của Đường Đường làm sao lại cứ như thể nhẫn nhục phụ trọng sao? Sao nhẫn nhục lấy đại cục làm trọng? Sau khi cơm nước xong, Cung Húc không nhìn được nhất định phải đi quầy rượu tiếp tục quẩy, Diệp Oản Oản còn mang theo con nhỏ, không tiện đi uống rượu, liền để cho bọn họ tự chơi đùa, còn mình thì không đi. Cung Húc dĩ nhiên là không nguyện ý, lại đem địa điểm đổi lại là quán karaoke. Diệp Oản Oản thấy Đường Đường dường như cũng muốn đi, nên liền đi cùng với mọi người. Tầng cao nhất của quán karaoke. Tầng trên cùng này chỉ có một bao xương, ngăn cách với bên dưới, tính tư mật rất tốt, sẽ không có ai quấy rầy. Trong phòng VIP, tên yêu tinh Cung Húc trước sau như một giống như quỷ khóc sói tru. Diệp Oản Oản đang ngồi bóc hạt dưa cùng hạnh nhân cho Đường Đường ăn, cậu bé một mực ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Vô luận mọi người trong phòng cười đùa như thế nào, nhóc cũng không náo không loạn chạy quanh. Hoàn toàn lật đổ nhận thức của Diệp Oản Oản đối với loại sinh vật được gọi là trẻ con. Một bên Hàn Thiên Vũ thuận miệng hỏi, cha mẹ của đứa bé này rất bận rộn phải không? Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng co lại, đâu chỉ là bận rộn, còn rất biết chơi khăm con mình nữa cơ. Làm gì lại có loại cha mẹ không đáng tin cậy như vậy, một hai không biết trốn đi đâu, bỏ lại con của mình, tên lại còn đặt tùy đặt tiện. Cùng lúc đó, cửa chính tiệm karaoke. Một chiếc Cayenne màu đen lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Hứa Dịch vội vàng xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi phía sau chuẩn bị mở cửa, kết quả lúc xuống xe bởi vì lòng không bình tĩnh, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống. Hứa trợ lý, ngài không sao chứ? Bác tài trên ghế lái vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Dịch vừa lau mồ hôi vừa nhanh chóng đi mở cửa xe cho ông chủ nhà mình. Làm sao có thể không có việc gì? Không được. Chuyện này quá nghiêm trọng. Coi như là sau chuyện này sẽ chịu phạt, hắn cũng nhất định phải nói một chút cho Oản Oản tiểu thư biết. Trong phòng khách, Diệp Oản Oản đang cùng Hàn Thiên Vũ nói chuyện phiếm, lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Hứa Dịch. Hứa Dịch làm sao lại vào lúc này gọi điện thoại cho nàng? Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động, dặn dò đối với Đường Đường, Đường Đường,
ca ca đi ra ngoài nhận một cú điện thoại, người ngoan ngoãn, không nên chạy loạn. Nhiếp Đường Tiêu, vâng ạ. Đi thôi, tôi trông giúp cậu. Hàn Thiên Vũ mở miệng. Cảm ơn. Vì vậy, Diệp Oản Oản liền cầm điện thoại di động lên, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Mới vừa rời khỏi bao xương, Cung Húc lập tức ném micro về phía Diệp Oản Oản quấn lấy. Diệp ca ca, Diệp ca ca, anh đi vệ sinh sao? Tôi cũng muốn cùng đi. Diệp Oản Oản vẻ mặt không biết nói gì, tôi đi nghe điện thoại. Bất quá, Cung Húc vẫn đi theo. Cung Húc theo sau, lầu bầu hỏi, Diệp ca, tôi làm sao lại chưa từng nhìn thấy anh đi vệ sinh vậy? Diệp Oản Oản, cái tên này, có cần phải vậy không? Cung Húc khoác cánh tay của Diệp Oản Oản, Diệp ca ca, cùng đi thôi. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, tôi đi ra nghe điện thoại, cậu tự đi đi, ok. Diệp Oản Oản đang lầm bầm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Kết quả, một giây kế tiếp, ngẩng đầu một cái, liền thấy một người vốn căn bản không có khả năng xuất hiện, lại xuất hiện ở nơi này. Nam nhân mặc một bộ áo gió màu đen, phong trần tiến tới, quanh thân như mang theo cực hàn phong bạo. Hành lang an tĩnh trong nháy mắt giống như bị băng tuyết phủ lấy, trời đất tối sầm. Sao nhẫn nhục phụ trọng, ý của câu thành ngữ này là chỉ người nhịn nhục gánh vác trọng trách. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tam Quốc Chí Ngô Chí Truyện Lục Tốn. Năm 221 công nguyên, Lưu Bị kéo quân sang đánh nước Ngô để chiếm lại Kinh Châu, báo thù cho Quan Vũ. Vua Ngô Tôn Quyền đã cử Lục Tốn làm đại đô đốc dẫn 50.000 quân ra nghênh chiến. Đầu năm sau, quân của Lưu Bị tiến vào Di Lăng tức Nghi Xương tỉnh Hà Bắc ngày nay, và đóng quân ở bờ nam sông Trường Giang. Lục Tốn thấy quân Thục đã chiếm cứ địa hình có lợi, mới dàn quân ra để tiến hành phòng thủ. Các tướng lĩnh thấy vậy đều cho Lục Tốn nhát gan. Lục Tốn đã cho mời họ đến rồi nói rằng, Lưu Bị là anh hùng trong thiên hạ, ngay đến Tào Tháo cũng sợ khiếp vía. Nay Lưu Bị tiến quân sang đánh ta. Tôi tuy là một thư sinh tài hèn sức yếu, nhưng được Chúa Thượng phong chức đại đô đốc chỉ huy quân đội, nên tôi phải làm sao cho xứng đáng với trọng trách của mình. Tôi biết các ông khó chịu khi phải nghe lệnh tôi, thậm chí có người còn chế nhạo tôi có thể nhẫn nhục vì trách nhiệm của mình. Nhưng các ông cũng phải biết quân lệnh như sơn, ai làm trái lệnh sẽ bị trừng trị, mong các ông chớ có vi phạm. Các tướng nghe vậy đều khiếp sợ. Do đó, quân Ngô đã kiên trì cố thủ đến 7-8 tháng, khi thấy quân Thục tỏ ra mệt mỏi mới dùng kế hỏa công tiến đánh, cuối cùng giành được thắng lợi. Chương 960, tối hôm qua em ở nơi nào? Ách, tư, dạ Hàn. Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, còn cho là mình nhìn lầm rồi. A Cửu. Thời gian này không phải là anh ấy đang ở nước ngoài sao? Tối hôm qua người ta còn nói phải ngày mai mới có thể trở về. Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên cánh tay của Diệp Oản Oản, cái cánh tay đang bị con yêu tinh Cung Húc khoác ở trên. Cung Húc sống lưng run lên, toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, lông tơ đều dựng đứng lên rồi. Ai, đây không phải là bạn trai của Diệp ca sao? Làm sao đột nhiên lại tới nơi này? Vì sao nhìn giống như là hắn? Hắn đã làm sai điều gì? Hắn chỉ kéo một cánh tay thôi mà. Vì sao chỉ một cái liếc mắt, đã khiến hắn có cảm giác mình bị lăng trì một vạn lần? Hắn chỉ là một bảo, hắn chẳng hề làm gì cả nha. Cung Húc nuốt nước miếng một cái ực, cơ hồ nhanh như chớp lập tức buông lỏng cánh tay của Diệp Oản Oản. Sau đó, veo, một cái lùi xa 5 bước khỏi Diệp Oản Oản, hích, Diệp. Diệp ca ca, bạn trai anh tới rồi. Vậy cái kia. Tôi đây sẽ không quấy rầy nữa. Sau khi nói xong, xuất phát từ ý niệm cầu sinh mãnh liệt, Cung Húc vô cùng thức thời mà chạy nhanh như một làn khói, thoát cái đã không còn thấy bóng. Má ơi, thật là đáng sợ, hù chết hắn. Diệp ca thích nam nhân thì cũng coi như xong đi, tại sao lại phải tìm một người đáng sợ như vậy cơ chứ? Khẩu vị này, không phải là quá nặng đấy chứ? Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn đang từng bước hướng về phía của Diệp Oản Oản đi tới. Hứa Dịch che mắt, đã không dám nhìn nữa rồi. Lúc hắn gọi điện thoại, vẫn là đã chậm một bước, không thể kịp thông báo trước cho Oản Oản tiểu thư. Sống hai đời, Diệp Oản Oản còn chưa từng gặp qua bộ dáng đáng sợ nguy hiểm như vậy của Tư Dạ Hàn. Thật mê người. Tại thời điểm Tư Dạ Hàn chỉ còn cách mình có 3 bước, Diệp Oản Oản liền chủ động bước một bước dài nhào tới, ôm lấy cổ của Tư Dạ Hàn, cực kỳ nhiệt tình thân thiết hôn lấy khóe môi của nam nhân một cái. Cục cưng à, anh lại về nước sớm trước thời hạn nữa à? Người ta rất nhớ anh nha. Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch. Ách.
Oản Oản tiểu thư, bây giờ không phải là thời điểm để mê luyến nam sắc như vậy đâu nha. Trước đây nếu như là ông chủ mất khống chế nổi giận, Oản Oản tiểu thư khẳng định đã sớm bị dọa cho sợ khóc thét rồi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao của Diệp Oản Oản và khuôn mặt nhỏ đầy kích động kia, Hứa Dịch thật sự là không biết nên khuyên giải như thế nào để cứu vãn tình thế hỏng bét này. Mà lớp băng xương trên mặt Tư Dạ Hàn cũng dường như nứt ra, sự kinh ngạc nơi đáy mắt dường như thoáng qua một vẻ ảo não. Một hồi lâu sau, tầng băng xương kia mới một lần nữa tụ tập. A! À, Diệp Oản Oản mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, thân thể đột nhiên xoay tròn một vòng. Một giây kế tiếp, đã bị đẩy vào trên vách tường lạnh giá sau lưng. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, là hắn. A, à, ai vậy? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Hắn là cái khỉ gì? Tư Dạ Hàn cơ hồ dùng hết sức bình sinh cố gắng tự khắc chế tâm tình của mình, anh hỏi em, tối hôm qua em ở nơi nào? Mặc dù như thế, nhưng cuồng phong gió lốc nơi đáy mắt của nam nhân vẫn làm cho người ta run sợ trong lòng. Ánh mắt như vậy, làm cho Diệp Oản Oản không hiểu vì sao lại chột dạ, tối hôm qua. Tối hôm qua, em ở nhà thôi, tại Hồng Hoa Tiểu Lâu. Tư Dạ Hàn, cùng ai ở chung một chỗ? Cùng ai ở chung một chỗ? Nghe được câu hỏi này, Diệp Oản Oản nhất thời càng thêm chột dạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tư Dạ Hàn sẽ không phải là đã biết sự tình của Đường Đường, sau đó hiểu lầm gì rồi chứ? Làm bậy rồi, nàng cho là Tư Dạ Hàn ngày mai mới trở lại, cho nên vẫn chưa có dự định nói hay sao? Thích, em ở nhà, còn có thể ở chung một chỗ với ai chứ? Chỉ mình em thôi. Biểu tình chột dạ của Diệp Oản Oản trong mắt Tư Dạ Hàn, đương nhiên là dấu hiệu của thay lòng đổi dạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 960.